biến đổi lớn tiến đến, tàn thi toàn cầu dị hóa. Ở cái này trật tự sụp đổ trong thế giới, Lục Thành muốn tuân theo bản tâm, từng bước từng bước đi đến mạnh nhất. Lúc này đây, hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nhìn đám nữ tan thi bên cạnh càng ngày càng xinh đẹp, Lục Thành lâm vào trầm tư. Phương hướng ta muốn làm gì thì làm hình như có chút vấn đề. Tiểu thuyết máu chốt. Ta có thể thăng cấp nữ zombie không đạn cửa sổ ta có thể thăng cấp nữ zombie TXT toàn tập đao loa, ta có thể thăng cấp nữ zombie. Chương 1 Bị Mỹ nữ zombie bổ nhào làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Bị Mỹ nữ zombie đánh ngã làm sao bây giờ? Lục Thành không nghĩ tới mình là nhân vật chính, nhưng cũng không nghĩ tới trong tận thế này, lại muốn trở thành nhân vật quần chúng sống không quá ba tập. Nó bị cắn con bị một con ngự tỷ nữ tang thi chặn ở trong phòng ngủ lục thành lúc này đang ngồi bên cửa sổ rèm cửa sổ kéo chỉ để lại một khe hở quan sát bên ngoài mà thôi xuyên thấu qua khe hở nho nhỏ kia có thể nhìn thấy trên đường cái bên ngoài cửa sổ khắp nơi đều là máu tươi đầy người tang thi hành động chậm chạp nhưng hắn hiện tại đối với tang thi bên ngoài đã không có bất kỳ tâm lý sợ hãi nào không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành một thành viên của đám tang thi kia trên cánh tay phải của Lục Thành, có một vết cắn vô cùng rõ ràng. Hắn vốn là quá đói bụng, không thể không đến phòng bên cạnh tìm xem có đồ ăn hay không. Vốn tưởng rằng vị ngự tỷ thành phần tri thức xinh đẹp ở phòng bên cạnh không có ở nhà, dù sao mấy ngày liền cũng không có động tĩnh. Nào nghĩ tới vị ngự tỷ kia đã trở thành tan thi, liền trốn ở trong phòng bếp làm lão lục, cho mình mở cửa giết, há mộng liền cắn trên cánh tay hắn. Tuy rằng lục thành phản ứng nhanh, trước tiên trốn vào trong phòng ngủ kiểm tra vết thương cánh tay không bị xé rách chỉ bị cắn chảy máu nhưng lục thành rất rõ ràng mình chạy không thoát theo những ngày này các thông tin được công bố trên internet hoặc chính thức hoặc dân gian bị những cái xác không hồn này cắn bị thương trong vòng một giờ ngắn ngủi sẽ dị hóa thành đồng loại của bọn họ lần này được mệnh danh là dị chủng nguy cơ tình huống đã thổi quét toàn cầu Tuyệt đại bộ phận người tại trước tiên trở thành ăn sống huyết nhục zombie, chính phủ cơ cấu cùng quân đội đều tại trước tiên tê liệt. Nhưng so với sự khích lệ ban đầu, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Internet đã tràn ngập tin nhắn như kêu cứu, yêu cầu thức ăn, hoặc là điên cuồng cuồng loạn. Bây giờ Lục Thành đã có thể hiểu được sự điên cuồng cuồng loạn này. Thật muốn ở biến thành tan thi trước đó, trong tay có thể có một thanh võ sĩ đao, trên đường cái điên cuồng chém một con phố hung hăng phát tiết một phen hắn cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên các loại tư tưởng cực kỳ bạo lực trong đầu cũng xuất hiện muốn chém cái gì muốn đập cái gì muốn cắn cái gì cái gì cũng được đông tiếng va chạm nặng nề kéo lục thành trở về hiện thực đông lại là một tiếng va chạm từ ngoài cửa phòng ngủ truyền đến đông lục thành hít sâu một hơi móa không phải là biến thành tang thi sao dù sao cũng tốt hơn bị ăn sống nữ tang thiên ngoài cửa vẫn va vào cửa nhưng đối với lục thành mà nói đã không sao cả ý thức của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ tựa vào bệ cửa sổ bên trên cuộn tròn thân thể cảm giác làm cho hắn có chút khó chịu hắn gian nan bò đến bên cạnh trên giường trên chăn hoạt hình màu hồng phấn đều là mùi thơm ngát của các cô gái dễ ngửi hắn mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể càng ngày càng nóng mí mắt cũng càng ngày càng nặng nề nạp tận thế thăng cấp hệ thống độ hoàn thành một phần trăm kiểm tra đo lường được ký chủ lây nhiễm s cấp dị hóa virus bắt đầu đồng hóa trước mắt tiến độ một phần trăm hai phần trăm trong đầu xuất hiện thanh âm cổ quái nhưng lục thành đã không còn khí lực tự hỏi hắn cảm giác đại não giống như bị vào thành một đoàn trong đầu đều là nghĩ muốn gặm chút gì đó cái loại cảm giác đói khát này thúc giục hắn trở nên cuồng bạo hết lần này tới lần khác thân thể một chút khí lực cũng không dùng được rốt cục hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi Lục Thành nhắm mắt ngủ say, tiếng gõ cửa phòng ngủ cũng nhanh chóng ngừng lại. Ước chừng yên tĩnh chừng một giờ, tay nắm cửa phòng xoay tròn. Theo một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra, ở trong tiếng xèo xèo rất nhỏ bị đẩy ra. Sau khi Lục Thành bị cắn, trong đầu đều là khủng hoảng, trốn vào trong phòng ngủ căn bản cũng không nhớ tới phải khóa cửa, lúc này lại bị tan thiên ngự tỉ ngoài cửa mở ra. Tang Thi Ngự tỷ kia di chuyển thân thể đi tới bên cạnh Lục Thành. Nếu Lục Thành lúc này tỉnh táo, hắn có thể phát hiện Tang Thi Ngự tỷ này khác với Tang Thi bên ngoài rất lớn. Màu da của nàng cũng không giống như là bên ngoài những Tang Thi kia giống nhau màu xám chết, chỉ là có chút phím xám trắng, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Không chỉ có như thế, con người của nàng cũng không phải zombie bình thường như vậy, mơ hồ một mảnh bụi mà là phím quỷ dị màu đỏ tươi. Sau khi cô tới gần Lục Thành, thậm chí còn lộ ra một chút nghi hoặc. Cô vốn muốn ăn Lục Thành như một món ăn ngon, giống như vừa mới cắn một miếng. Nhưng Lục Thành trước mắt, cho nàng một loại ảo giác đồng loại. Cô lập tức nhào lên người Lục Thành, cái mũi cao thẳng gần như dán lên cổ Lục Thành dùng sức ngửi. Cái loại này xen lẫn thức ăn ngon khí tức, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng muốn mở miệng tiếp tục ăn cơm, muốn tiếp tục thưởng thức vừa rồi nếm được mùi vị của máu. Nhưng một loại tín hiệu đồng loại khác lại làm cho nàng hoang mang dừng động tác. Tuy rằng cùng hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể dựa vào săn bắn bản năng hành động zombie bất đồng, nhưng lúc này nàng, đại não tại bị nhiễm dị hóa virus về sau, vẫn như cũ bị vây trong một mảnh hỗn độn. Tình huống hỗn loạn này dần dần thay đổi theo thời gian, cô thậm chí còn nhớ cách mở cửa. Chỉ bất quá tình huống trước mắt quả thật lại vượt qua phạm trù năng lực suy nghĩ trước mắt của nàng. Cô chỉ có thể đi theo bản năng, tham lam ngửi tới ngửi lui trên người Lục Thành. Lục Thành cảm thấy trên người nặng nề, giống như có thứ gì đó đè ép mình. Nhưng loại cảm giác này cũng không khó chịu, bởi vì thứ kia mềm nhũng, còn có một mùi thơm ngát đặc biệt. Đại não của hắn giống như là mới vừa khởi động máy còn chưa kịp phản ứng, liền đắm chìm ở trên thân thể thoải mái, còn có khứu giác thỏa mãn bất quá chậm lại vài giây, Lục Thành đột nhiên tỉnh táo lại. Chờ chút, ta bây giờ là biến thành thay ma sao? Tại sao tôi vẫn có thể suy nghĩ? Chẳng lẽ là bởi vì ta hôn mê trước khi thức tỉnh hệ thống duyên cớ? Ta xem như là mở treo. Sau khi Lục Thành tin chắc mình vẫn có năng lực suy nghĩ, không tránh khỏi mừng rỡ như điên. Không chỉ có không biến thành zombie, còn thức tỉnh hệ thống, nữ thần may mắn rốt cục chiếu cố chính mình bất quá trên người nặng nề là chuyện gì xảy ra một chút khí lực cũng không dùng được chờ một chút trên người mình thật sự đè nặng đồ vật a à, thứ kia còn đang liếm chính mình lục thành cố gắng mở mắt thân thể của hắn quá suy yếu thế cho nên ngay cả mở mắt cũng phải phí sức lực của lão đại mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy một cái màu đen tóc dài thân ảnh đang kề sát lấy chính mình không chỉ có như thế còn đem quần áo của hắn toàn bộ đều xé mở lục thành mở to hai mắt Rốt cuộc xác nhận người đặt trên người mình là ai? Không phải là ngự tỷ tang thi cắn mình sao? Ta tào. Nàng đây là đang làm gì, chuẩn bị ăn ta sao? Hết chương này. Chương 2. Ta thành thi vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Ta thành thi vương. Lục Thành muốn phấn khởi phản kháng, thế nhưng hiện tại cả người hắn vô lực. Cũng may nữ tan thi ngự tỷ này cũng không tiến thêm một bước, chỉ ghé vào người Lục Thành vừa liếm vừa ngửi. Lục Thành tự giống như bị nữ tan thi bóp chặt cổ họng. Đang lúc hắn hết đường xoay sở, trong đầu truyền đến một thanh âm giống như cọng rơm cứu mạng. S cấp dị hóa virus đồng hóa tiến độ 100%, đồng hóa đã hoàn thành. Thiếu chút nữa quên mất, mình còn có ngoại quải A. À. Lục Thành nghe được hệ thống thanh âm trong nháy mắt, toàn thân khí lực bắt đầu thông thả khôi phục lại, đồng thời, hắn còn thấy được giống như thuộc tính bản đồng dạng đồ vật. Lục thành đẳng cấp LV1 vật liệu nâng cấp Một viên tinh hạch dị hóa thuộc tính Sức mạnh năm nhanh nhẹn năm sức chịu đựng năm ý chí năm kháng tính năm kỹ năng Thi vương S Người có thể thông qua phương thức nguyên thủy nhất khống chế zombie dị hóa, hơn nữa từ đó hấp thụ năng lượng, bổ sung bản thân zombie dị hóa ngươi khống chế, sẽ phản hồi năng lực tăng lên 10%. Chờ một chút, điều đó có nghĩa là tôi cũng bị nhiễm virus. Vậy bây giờ tôi rốt cuộc có tính là tan thi hay không? Dị hóa tinh hạch là cái gì? Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu ngoại vi. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Thành vừa mới khôi phục chút khí lực, nhắm chuẩn cơ hội, xoay người lăn xuống giường, đưa tay sờ lên sàn nhà, gậy bóng chày của mình. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai tay cầm gậy bóng chày, cả người căng thẳng cảnh giác nhìn nữ tan thi trước mắt. Ngự tỷ nữ tan thi lúc này đang ở trong một loại trạng thái mê man, lấy tư thế mê người tứ chi chạm đất giống như mèo con nằm rạp trên giường. đến lúc này, lục thành tài kinh ngạc phát hiện, vị này ngự tỷ nữ hàng xóm, coi như là biến thành nữ tan thi, biến hóa dĩ nhiên cũng không phải rất lớn. làn da so với lúc trước còn trắng hơn không ít, mang theo chút màu xám mặc một thân bó sát người ở nhà thắt lưng ba lỗ, đương nhiên là không bao được dáng người tốt của nàng, hơn nữa tư thế quỳ sắp xuống đất, trình độ dáng người nóng nảy kia không cần nhiều lời. Một đôi đùi đẹp cũng là trắng trắng mềm mại, thon dài thật giống như người mẫu đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt không chút nào giống là tầm thường zombie, ngoại trừ đôi mắt đỏ tươi ở ngoài, cùng thường nhân cơ hồ không khác. Nhưng Lục Thành sẽ không quên chính mình chính là bị nạn cắn từ tình huống trước mắt đến xem, vị ngự tỷ hàng xóm này tuyệt đối đã biến thành tang thi không sai. Hắn đang cảnh giác chờ ngự tỷ nữ tang thi nhào tới, sau đó một gậy đánh vỡ đầu, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác nóng nảy khó có thể nói rõ. Đó là bản năng nguyên thủy giữa sự thèm ăn và sinh sản. Trước mắt ngự tỷ nữ tan thi, đối với Lục Thành mà nói, thật giống như là mỹ vị đồ ngọt, trên hai loại ý nghĩa. Một loại bản năng khó hiểu, thúc đẩy Lục Thành cắn nó đi ăn nó đi lục thành vốn đã đói bụng rất lâu bản năng này vọt tới đầu dĩ nhiên là hoàn toàn không khắc chế được tang thi ngự tỷ còn chưa kịp phản ứng lục thành đã vọt lên trước gậy bóng chày trên tay cũng không dùng tới liền đem ngự tỷ nữ tang thi đánh ngã trên giường tang thi ngự tỷ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lục thành sẽ đột nhiên tập kích bị đánh trở tay không kịp nhưng rất nhanh nàng liền bắt đầu kịch liệt dãy dù phản kháng lực lượng thật lớn thiếu chút nữa đem Lục Thành cho lật tung. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Thành hung hăng cắn lên vai tan thi ngự tỷ, Răng xé rách da thịt, mùi máu tanh rỉ sắc thấm đầy xoan mũi. Cái loại cảm giác thỏa mãn sắp thăng thiên này khiến Lục Thành tham lam mút vào tan thi ngự tỷ trước mặt. Nương theo cảm giác đói khác được thỏa mãn, dần dần phóng đại, lại là một loại dục vọng khác của nam nhân. Nữ tan thi ngự tỷ dưới thân tựa hồ đã buông tha dãy dụa, hơn nữa nương theo lục thành không ngừng hút máu, nàng bắt đầu không tự giác vặn vẹo thân thể của mình, hơn nữa phát ra một loại tiếng mèo hoang gầm nhẹ. Thanh âm kia nghe vào lỗ tai lục thành, giống như đang mời. Lục thành rốt cuộc nhìn không được nữa, hắn thậm chí cũng không buông ra miệng hút máu, liền buông lỏng dây quần của mình. Tỉnh lược một vạn chữ. Khi hết thảy kết thúc, lục thành nhìn trước mặt vừa mới kết thúc một hồi đại chiến chiến trường. Đầu óc anh ta hơi mù quáng lý trí của con người đã trở lại. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mình cư nhiên cùng một người tỷ nữ zombie làm loại chuyện này. Tuy rằng ngự tỷ nữ tan thi cũng không có giống như bên ngoài những tan thi kia thân thể hư thối, thậm chí còn có một loại tà mị đẹp. Nhưng dù sao cũng là thay ma mà. Nhưng hình như bây giờ mình cũng là zombie rồi. Bất quá sau khi thoáng mơ hồ, hắn liền bắt đầu chú ý đến chuyện quan trọng hơn. Ở vừa rồi hai người vận động bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng ngự tỷ nữ zombie ở giữa sinh ra nào đó đặc thù liên hệ. Hắn thi vương kỹ năng, hiển nhiên tại thời khắc này phát huy cuối cùng, hơn nữa trong quá trình này, hắn cảm giác đói khát cùng mệt mỏi, dĩ nhiên dần dần bắt đầu khôi phục lại. Trong đầu hắn xuất hiện một kết nối rất rõ ràng. Đối tượng kết nối kia, chính là ngự tỷ nữ tan thi trước mắt. Nữ tan thi ngự tỷ này, lại thông qua vận động hai người, trở thành tôi tớ của mình. Đến nơi này, Lục Thành Tài kịp phản ứng, thật giống như là vampy chuyển hóa tôi tớ giống nhau, hắn có thể gặm ăn cái khác zombie, đem bọn họ đổi nghề trở thành tôi tớ của mình. Về phần loại xúc động sau khi chuyển hóa, phỏng chừng cũng là bởi vì ngự tỷ nữ tan thi trước mắt lớn lên quá đẹp mắt, đã tan thi hóa chính mình, không thể chống cự cũng là chuyện có thể tha thứ. Nhất định là như vậy. Về phần chuyển hóa tôi tớ loại chuyện này, Lục Thành trong đầu kỳ thật còn có càng hình tượng thể hiện, thật giống như là du thủ bên trong rút thể dường như. Thể nhân vật nữ tan thi ngự tỷ lúc này đã nằm trong tay lục thành. Không đặt tên dị hóa virus đẳng cấp. S cấp, cấp độ hiện tại. LV1, vật liệu cần nâng cấp. Một viên tinh hạt dị hóa, thuộc tính. Sức mạnh 6, nhanh nhẹn 6, sức chịu đựng 4, ý chí 2, kháng tính 2, xem ra một chút thuộc tính điểm, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều so với mình mạnh hơn, khó trách vừa rồi chính mình thiếu chút nữa không có ngăn chặn. Tổng thể thuộc tính so sánh, vẫn là toàn bộ thuộc tính năm của mình tốt hơn A. À? Hơn nửa điểm thuộc tính này là có thể thông qua 10% phản hồi cho mình. Lục Thành rất rõ ràng cảm giác được thuộc tính của mình tăng lên, bất quá trên bảng cũng không hiển thị điểm thập phân. Nhìn ngự tỷ nữ tang thi nằm trên giường mệt mỏi đến ngủ say, Lục Thành cũng không sốt ruột gọi cô dậy. Tuy rằng lấy hắn cùng ngự tỷ nữ tan thi hiện tại chủ tớ quan hệ, cũng chỉ là một câu nói sự tình. Dù sao bị hút nhiều máu như vậy, ngủ một giấc khôi phục một chút cũng là việc nên làm. Về phần vấn đề đặt tên, cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Lục Thành rất nhanh liền ở phòng ngủ trong ba lô, thấy được ngự tỷ nữ zombie chứng minh thư, tuổi 20, tính danh Thẩm Tuyết. Vậy thì gọi Thẩm Tuyết là được rồi. Lục Thành lục soát toàn bộ căn phòng một lần, rất may mắn tìm được một thùng mì ăn liền mới vừa mở ra còn chưa ăn mấy túi trong tủ lạnh ngược lại không có rau tươi gì xem ra trầm tuyết trước kia sinh hoạt cùng đại bộ phận người làm công giống nhau thức ăn đơn giản a à? sau khi mình biến thành tang thi còn có thể ăn thức ăn của nhân loại hay không nghĩ vậy lục thành cũng không để ý lãng phí mở ra một túi mì ăn liền cắn một miếng sau khi trầm mặt hai giây nồng sang một bên có thể cứng trắng nuốt nhưng mùi như nhai xác, bản năng nói cho hắn biết, đây đã không phải là thức ăn hắn có thể ăn. Tuy rằng không thích hợp với mình, nhưng Lục Thành vẫn là đem một thùng mì ăn liền cho chuyển về nhà về sau, lúc này mới trở về đánh thức Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết vừa mới bị đánh thức có chút mê man, sau khi nhìn thấy là Lục Thành, thái độ cảnh giác nhìn kỹ ban đầu của nàng đã không còn, thay vào đó là tương đối thân mật. Lập tức ôm lấy cổ Lục Thành, hai má dùng sức cọ sát trên mặt Lục Thành thân thể cũng dán sát vào người lục thành, còn thiếu chút nữa mở miệng gọi ông xã. Hiển nhiên đối với chuyện vừa rồi, nạn có trí nhớ. Vậy có thể ký ức trước khi biến thành tan thi vẫn còn hay không? Lục thành nghĩ vậy, nhìn không được hỏi. Thẩm tuyết, ngươi còn nhớ rõ mình là ai không? Nghe được lời của lục thành, thẩm tuyết đã biến thành tan thi lập tức rơi vào mê mang hoang mang. Hiển nhiên là cô không nhớ rõ. Được rồi, xem ra trí nhớ chỉ giới hạn sau khi biến thành tan thi. Bất quá Lục Thành cảm thấy có thể có trí nhớ cùng một chút năng lực tự hỏi chính là chuyện tốt, ít nhất hiện tại trầm tuyết, đã có tương tự nhân loại thân mật động tác. Theo đẳng cấp tăng lên, nàng hẳn là sẽ càng ngày càng gần với lý trí trạng thái, không chừng có thể khôi phục trước kia trí nhớ cũng nói không chừng. Bất quá hiện tại trầm tuyết đã có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, tỉ như Lục Thành hạ đạt đi theo mệnh lệnh về sau, trầm tuyết liền theo hắn ngoan ngoãn về nhà hai người vốn là hàng xóm ra cửa quẹo phải là tới để thẩm tuyết tạm thời ở trong phòng không nên đi ra ngoài lục thành bắt đầu tự hỏi chuyện mình nên làm tiếp theo đầu tiên chính là tăng lên chính mình cùng trầm tuyết thực lực chỉ có chính mình thực lực mạnh mẽ mới là tại cái này tận thế sinh tồn đi xuống lõi cứng bảo đảm nâng cao đẳng cấp chính là một con đường trọng yếu lục thành nhìn về phía bản điều khiển vật liệu cần thiết để tăng cấp tinh hạch dị hóa điều này hiển nhiên có liên quan đến tang thi bị nhiễm virus dị hóa đơn giản mà nói hắn cần đi tìm cái zombie thí nghiệm một chút tận khả năng thu hoạch dị hóa tinh hạch đây chính là chính mình tại tận thế này sinh tồn đi xuống vốn liếng vừa vặn hắn cũng có rất nhiều nghi vấn tỉ như chính mình hiện tại trạng thái này bên ngoài những kia zombie bình thường còn có thể hay không công kích chính mình trực tiếp lao ra khỏi nhà trọ cương cứng bên ngoài kết bè kết đội zombie, nhất định là không được. Với thực lực hiện tại của mình, tốt nhất là chọn đám tang thi lạc đàn. Vừa vặn liền biết một chỗ, có loại này lạc đàn zombie, đó chính là ở tầng này nhà trọ quản lý văn phòng. Sở dĩ hắn có thể mở cửa phòng ngự tỷ hàng xóm, chính là đến văn phòng quản lý viên lấy chìa khóa tòa nhà. Lúc ấy liền nhìn thấy nhân viên quản lý đã biến thành tang thi, bị nhốt trong phòng làm việc mục tiêu hạ thủ đầu tiên của mình chính là nó. Sau khi quyết định xong, Lục Thành đi toilet rửa mặt. Nhìn mình trong gương, Lục Thành khó tránh khỏi có chút may mắn. Hoàn hảo, hắn vẫn là hoàn toàn toàn nhân loại bộ dáng. Màu da không có biến hóa, ánh mắt cũng không đỏ như nữ tan thiên ngự tỷ. Bề ngoài vẫn là bộ dáng nhân loại, không có biến hóa. Lục Thành xách theo gậy bóng chày kim loại, đang muốn xoay người lại gọi thẩm tuyết đi theo mình lại phát hiện trầm tuyết đã nằm ở trên giường lại ngủ lục thành nghĩ nghĩ vẫn là không có hô thứ nhất là chính mình còn không có thuần thục nắm giữ mệnh lệnh trầm tuyết phương pháp hơn nữa cũng không có thích hợp ngụy trang vạn nhất là gặp được người sống sót liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trầm tuyết đã dị hóa sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết suy nghĩ một chút lục thành cầm gậy bóng chạy một mình đi ra khỏi phòng đi về phía phòng làm việc của nhân viên quản lý trên vách tường hành lang cùng trên sàn nhà thỉnh thoảng có thể thấy được máu tươi, còn có trong phòng bên cạnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng zombie gầm nhẹ, tạo ra một loại bầu không khí tận thế khủng bố. Cũng may tang thi trước kia du đảng ở trên hành lang, mấy ngày nay cũng không biết chạy đi đâu, bằng không lục thành cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài tìm đồ ăn. Hắn rất nhanh mò tới quản lý viên văn phòng, biến thành zombie quản lý viên quả nhiên còn ở, liền đứng ở cửa kính sau. Da thịt trên mặt cũng đã bắt đầu hư thối, bộ dáng dữ tợn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Lục Thành không có phát ra âm thanh duyên cớ, quản lý viên zombie vẫn cúi đầu, liền đứng ở cửa kính phía sau không có bất kỳ động tĩnh gì. Mãi cho đến khi Lục Thành đến gần cửa kính, thân thủ chuyển động tay nắm cửa, sau khi mở cửa phòng phát ra tiếng vang rất nhỏ, tang thi quản lý viên kia mới rốt cục có động tĩnh. Nhưng so với tang thi ngự tỷ thân thủ nhanh nhẹn có năng lực suy nghĩ nhất định, tang thi quản lý viên này có vẻ vụng về hơn rất nhiều. Một mảnh con ngươi màu xám cho chết chóc của hắn nhìn về phía lục thành, tập tỉnh đi về phía hắn, vươn hai tay ra, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ. Nhìn tang thi đi tới, trong lòng lục thành vừa sợ hãi vừa khẩn trương. Xem ra loại tang thi bình thường này vẫn sẽ phát động công kích với mình. Tuy rằng mình có thể sẽ không bởi vì bị cắn mà nhiễm virus, nhưng bị vật lý cắn xé vẫn có chút khó chống đỡ. Lục Thành cũng không muốn bị ăn sống. Lục Thành hít sâu một hơi, giơ gậy bóng chày lên hung hăng đập lên đỉnh đầu tan thi trước mặt. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn dùng gậy bóng chày thật dài làm vũ khí, mà không phải dao phay hoặc dao gọt hoa quả là lựa chọn phi thường chính xác. Một gậy đi xuống, trước mặt zombie đầu lâu đều bị đập dẹp một ít, nhưng còn có năng lực hành động, nghiêng đầu còn đang hướng về phía hắn đi. Nếu như là dao phay hoa quả không có biện pháp làm được một kích mất mạng, chỉ sợ đã bị tan thi bắt được gặm một miếng. Lục thành nhất gậy bóng chạy lên lần thứ hai, lần thứ ba. Thẳng đến lần thứ tư, máu zombie bắn tung tóe khắp nơi trước mặt, zombie kia mới rốt cục ngã xuống đất, hoàn toàn không có động tĩnh. Lục thành không kịp rửa sạch vết máu dính trên người, đi lên bổ đau hai cái. Sau khi xác định người chết không thể chết nữa, mới ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát hắn rất nhanh liền nhận ra khác thường trong đầu khẽ động hắn vươn tay về phía thi thể tang thi trên người tang thi kia một cổ huyết khí vô hình dâng lên sau đó ở trong lòng bàn tay lục thành ngừng kết ra một kết tinh màu xám dị hóa tinh hạch lục thành liếc mắt một cái liền xác định đây là vật liệu có thể dùng để thăng cấp dị hóa tinh hạch lục thành quyết đoán lựa chọn sử dụng một viên tinh hạch dị hóa tiến hành thăng cấp cho mình hắn đem dị hóa tinh hạch nuốt vào trong bụng, một cổ cảm giác kỳ diệu về sau, trên người thật giống như thoáng cái tràn đầy năng lượng. Mà bản điều khiển của hắn cũng biến thành. Lục thành đẳng cấp. LV2 vật liệu nâng cấp. Hai viên tinh hạch dị hóa thuộc tính. Lực lượng 6, nhanh nhẹn 6, sức chịu đựng 6, ý chí 6, kháng tính 6, kỹ năng. Thi vương, S, tất cả thuộc tính toàn diện tăng lên một chút bất quá tiếp tục thăng cấp cần dị hóa tinh hạch tăng lên tới hai viên lục thành chưa bao giờ chân chính nắm giữ qua nhân sinh của mình mơ hồ có một loại cảm giác khó có thể nói rõ chỉ cần vết tan thi có được càng nhiều tinh hạch dị hóa ta có thể trở nên mạnh hơn đối với người khác mà nói hiện tại là tận thế nhưng đối với hắn mà nói tự như tân sinh tận thế này thật sự quá tuyệt vời bên cạnh đồng tĩnh rất nhỏ còn có tiếng tan thi cắt đứt hạnh phúc của Lục Thành. Hắn nhấc lên gậy bóng chày, hít sâu một hơi, trước tiên đem mấy gian phòng bên cạnh trong zombie, đều cho thanh lý. Hết chương này. Chương 3 Thành ca, ta ta vẫn là đứa bé. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Anh Thành, em vẫn là một đứa trẻ. Khi Lục Thành ngẫu nhiên chọn lựa một nhà rõ ràng có thể nghe được zombie động tỉnh phòng, hơn nữa mở cửa phòng, một hơi nhìn thấy một nhà ba con zombie thời điểm hắn liền nhìn không được da đầu tê dại đánh một zombie thì không thành vấn đề nhưng đánh ba cái thì áp lực hơi lớn cũng may mình thăng cấp qua lực lượng cùng nhanh nhẹn đều có chút tăng lên chiến đấu trong căn phòng chật hẹp hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt lục thành nhanh chóng đẩy lên hành lang hành lang nhìn tang thi đi ra trước lục thành không chút do dự vung gậy bóng chày phanh theo một tiếng vang tang thi kia bị khí lực của lục thành đánh ngã xuống đất. Con ngươi ngây ngốc đều bị đánh bay ra, đầu lõm vào nhìn qua có chút khủng bố. Nhưng rất nhanh, gậy bóng chạy đập xuống nói những thứ này đều đánh nát bét. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Khi lợi dụng hành lang địa hình, đem ba cái zombie toàn bộ giải quyết về sau, lục thành lại dựa theo lúc trước như vậy, lần lượt lấy ra dị hóa tinh hạch. Nếu như là lúc trước đối phó nhân viên quản lý tang thi lộ trình, muốn đối phó ba cái tang thi chỉ sợ sẽ rất vất vả. Chủ yếu là sẽ bởi vì sợ hãi, lãng phí đại lượng thể lực. Nhưng sau khi thăng cấp, Lục Thành lại không có cảm giác sợ hãi khủng hoảng nghiêm trọng như lúc trước. Tuy rằng vẫn sẽ hoảng sợ, nhưng hoàn toàn có thể trong phạm vi tiếp nhận. Xem ra sau khi thăng cấp, ý chí từ 5 đến 6 sẽ có lợi. Dù sao tăng lên tròn 20%, mắt thường có thể thấy được tăng trưởng A. Lợi ích của việc nâng cấp rõ ràng. Nhìn trong tay ba cái dị hóa tinh hạch, Lục Thành trực tiếp sử dụng hai cái dị hóa tinh hạch cho mình tiến hành thăng cấp. Một hơi ăn hai cái dị hóa tinh hạch, cùng lúc trước giống nhau, nguyên bản tổn thất mất thể lực trong nháy mắt khôi phục. Mà thuộc tính của hắn, cũng thăng cấp thành. Lục Thành đẳng cấp. LV3 vật liệu nâng cấp. Bốn viên tinh hạch dị hóa thuộc tính. Lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, sức chịu đựng 7, ý chí 7, kháng tính 7, kỹ năng. Thi vương, S, tất cả thuộc tính, lần nữa toàn diện tăng lên một chút. Bất quá vật liệu thăng cấp cũng tăng gấp đôi, xem ra về sau mỗi lần thăng cấp, vật liệu cần thiết đều sẽ tăng gấp đôi. Còn dư lại một cái dị hóa tinh hạch, lục thành ngược lại là không có cho mình ăn, hắn quyết định đi thăng cấp còn ở trong nhà chờ ngự tỷ nữ zombie trầm tuyết. Lần này coi như là vận khí tốt, chỉ có ba zombie, hơn nữa hành động cũng không tính là nhanh lần sau lại mở cửa nếu gặp phải bảy tám cái zombie mở party vậy thì náo nhiệt có hy vọng xem vẫn là mang theo trầm tuyết cùng nhau thanh lý tận này zombie tốt hơn hai người dù sao so với một người tốt hơn vừa lúc lục thành cũng rất muốn nhìn xem trầm tuyết phương thức chiến đấu lục thành còn tưởng rằng thẩm tuyết còn đang ngủ lại không nghĩ tới vừa trở lại trong phòng liền nhìn thấy thẩm tuyết ngồi ở trước bàn ăn trước mặt lại bày một bộ bát đũa. Cô đang ngẩn người nhìn bát đũa, mãi đến khi Lục Thành mở cửa phòng, cô mới ngẩng đầu nhìn Lục Thành. Sau đó liền nhìn thấy ngự tỷ nữ tan thi thẩm tuyết lập tức hướng Lục Thành nhào tới, giống như cá tám móng quấn ở trên người Lục Thành. Một đôi chân dài trắng nõn đặt bên hông Lục Thành, vòng eo tinh tế xoay tới xoay lui, hai má cũng cọ tới cọ lui trên mặt Lục Thành. Lục Thành một đôi tay cũng không có chỗ để, chỉ có thể trước thả trầm tuyết mặc quần đùi trên mông, Da thịt lạnh như băng. Lục Thành ôm thẩm tuyết thân mật, sau đó hỏi. Cậu nhớ lại ký ức trước khi dùng đũa ăn cơm sao? Trầm tuyết vẫn là giống như lúc trước giống nhau mê mang thần sắc, nàng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Thành nhìn thấy phản ứng của nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó hiểu được. Trầm tuyết hiện tại tuy rằng nghe hiểu được chính mình nói chuyện, nhưng trí nhớ hiển nhiên không có hoàn toàn khôi phục càng nhiều chính là nhìn thấy bác đủ loại này hàng ngày đồ dùng một loại cảm giác quen thuộc đi. Bất quá có thể có trí nhớ tóm lại là chuyện tốt từ từ sẽ đến đi. Lục Thành buông trầm tuyết xuống, sau đó lấy tinh hạch dị hóa từ trong túi ra. Vừa nhìn thấy dị hóa tinh hạch, trầm tuyết ánh mắt đỏ tươi phản phất đều sáng lên một ít. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn đưa tay lấy, nhưng khi nhìn thấy Lục Thành cầm trong tay, cô vẫn nhìn xuống thật giống như nhìn thấy con chó nhỏ cầm thức ăn trong tay chủ nhân, muốn ăn lại không dám đi lên cướp. Ừm, xem ra tính phục tùng của nữ tan thi ngự tỷ cũng không tệ. Trầm tuyết hiển nhiên đó là thèm muốn muốn chết, khóe miệng thậm chí đều còn chảy ra nước miếng đến. Lục thành tài nhớ tới, phòng của cô giống như vẫn chưa có ai mở ra, từ khi biến thành tan thi về sau cô vẫn bị nhốt ở trong phòng. Đói bụng nhiều ngày như vậy, sợ là có thể ăn hết một con bò mà dị hóa tinh hạch, đối với tang thi mà nói, hương vị tuyệt mỹ, còn có thể lấp đầy bụng. Lục Thành đưa dị hóa tinh hạch cho Thẩm Tuyết, nói ra. Ăn đi, cho ngươi. Trầm Tuyết nghe được mệnh lệnh, một tay đem dị hóa tinh hạch nhét vào trong miệng của mình, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Mà Lục Thành cũng nhìn về phía Trầm Tuyết, quả nhiên thăng cấp. Trầm Tuyết dị hóa virus đẳng cấp. S cấp, cấp độ hiện tại. LV2 vật liệu cần thiết để nâng cấp. Hai viên tinh hạch dị hóa, thuộc tính. Lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, sức chịu đựng 5, ý chí 3, kháng tính 3 cũng giống như mình, sau khi thăng cấp trầm tuyết, tất cả thuộc tính toàn bộ tăng thêm một chút. Lục Thành cũng rõ ràng cảm giác được thuộc tính bản thân có chút tăng trưởng. Bởi vì tôi tới zombie thuộc tính, sẽ có 10% gia tăng cung cấp cho mình. Nghe trong hành lang, mấy gian phòng rõ ràng có tang thi truyền đến động tỉnh. Lục Thành mang theo trầm tuyết, lần nữa ra cửa, muốn tận khả năng đem tầng này cương thi toàn bộ thanh lý. Sau đó có thể đến các tầng khác xem tình hình. Trước khi rời khỏi căn hộ này, Lục Thành muốn tăng cấp bậc của mình lên càng cao càng tốt. Bất quá ngay khi hai người vừa mới ra khỏi cửa, cửa phòng đối diện Lục Thành tạ đột nhiên mở ra một khe nhỏ, liền nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp trục trè thò đầu ra, nhỏ giọng nói anh thành sau khi lục thành nghe được tiếng nói chuyện phản ứng đầu tiên là ngăn cản thẩm tuyết phía sau sau đó nhìn về phía nữ sinh kia chợt nghe nữ sinh kia năn nỉ nói xin hỏi có cái gì có thể ăn không ta đã bốn năm ngày không có ăn cái gì lục thành thật không ngờ trong tòa nhà trọ của mình lại có người sống sót ở trong tòa nhà trọ này đại bộ phận đều là người làm công ở khu thương mại phụ cận lại là ngày làm việc đại bộ phận mọi người đều ở bên ngoài cho dù là ở nhà cũng đều trước tiên tang thi hóa còn lại người sống sót không phải ở hành lang bị zombie cắn chính là chạy đến trên đường cái bị zombie bên ngoài cắn giống như lục thành trốn ở nhà lại không có thi biến người sống sót đó thật sự là vàng trung vô nhất nữ sinh trước mắt bởi vì quá đói bụng sắc mặt nhìn qua rất kém cỏi bất quá nữ sinh này lớn lên cũng quả thật rất xinh đẹp mặt trái xoan lông mi dài mắt to ngũ quan phối hợp rất khéo léo tinh xảo, làn da cũng rất trắng nõn. Hơn nữa nữ sinh này vẻ mặt ngây ngô. Lục Thành suy nghĩ một hồi mới nhớ tới, nữ sinh này hình như chính là nữ sinh năm nhất kia, thừa dịp nghỉ hè đến công ty thực tập, sau đó được công ty sắp xếp ở nơi này sao? Nàng nhậm chức ngày đầu tiên, vẫn là chính mình mang nạn đi quen thuộc công ty hoàn cảnh. Nhìn thấy Lục Thành chăm chú nhìn nàng, tiểu cô nương hiển nhiên hiểu lầm cái gì, nàng rụt cổ về phía sau, nhỏ giọng nói. Anh Thành, em, em vẫn còn là một đứa trẻ. Hết chương này. Chương 4 Mạnh lên, mạnh lên, hay là mạnh lên? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, vẫn là trở nên mạnh mẽ. Lục Thành vừa nghe lời này, trong nháy mắt có cảm giác dở khóc dở cười. Đứa nhỏ nhà ai lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, dáng người đẹp như vậy à bất quá ý nghĩ của vị nữ sinh đại học này thật đúng là nhảy vọt lục thành nhớ cô rất thích ăn mặc suy nghĩ một chút hỏi trong nhà anh có kính trăm không nữ sinh kia sửng sốt một chút sau đó vội vàng gật đầu có có một cặp kính trăm đổi một túi mì ăn liền tôi đi lấy đây lục thành cũng không muốn đi tìm trong phòng khác vừa vặn bên mình còn có nửa thùng mì ăn liền hắn đầu tiên là để trầm tuyết trở về cầm một túi mì ăn liền lại đây, đồng thời để trầm tuyết ở lại trong phòng. Đôi mắt kia của nàng, liếc một cái liền có thể nhìn ra cùng người bình thường không giống nhau, zombie thân phận căn bản là giấu không được. Màu da còn có thể thông qua mặt quần dài tay và trang điểm để che, mắt chỉ có thể dựa vào kính râm. Lại có đầy đủ thực lực trước đó, Lục Thành không muốn bởi vì trầm tuyết zombie thân phận bại lộ, mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, nữ sinh viên liền cầm một cặp kính trăm đi ra nhìn thấy mì ăn liền trong tay lục thành nữ sinh đại học bất giác nuốt nước miếng lục thành lập tức đưa mì ăn liền qua nói tôi tên là lục thành anh nhậm chức là do tôi dẫn theo anh tên gì vậy nữ sinh viên kia sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng vội vàng đưa kính trăm lên sau đó khẩn cấp nhận lấy mì ăn liền nói tôi tên là trương hiểu vân cái kia Trương Hiểu Vân cầm mì ăn liền, do dự nói. Anh Thành, anh đã từng ra ngoài chưa? Bên ngoài còn có người khác sao? Quân đội có tới không? Tự hồ là bởi vì Lục Thành không có yêu cầu gì quá phận, lá gan của Trương Hiểu Vân cũng trở nên lớn hơn một chút. Còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục Thành trong tay, dính máu tươi cùng thịt vụn xương cốt gậy bóng chày, cùng với ở trên hành lang nằm ba cổ hoàn toàn thay đổi thi thể hiển nhiên vừa rồi thanh lý tang thi thời điểm kinh động không chỉ có số ít bị nhốt ở trong phòng tang thi vị này nữ sinh đại học cũng nghe được động tĩnh lục thành đương nhiên không đi ra ngoài hắn cũng vừa mới vào sổ sách không bao lâu bất quá lục thành cảm thấy hơn phân nữa là không có cái gì gọi là quân đội tuyệt đại bộ phận nhân loại đều ở trước tiên zombie hóa quân đội cũng giống như vậy đây chính là tận thế bất quá trương hiểu vân hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt còn ông ảo tưởng có thể trở lại trật tự cuộc sống lúc trước. Lục Thành cũng không muốn nói cái gì đã kích nàng, hơn nữa trầm tuyết phía sau vẫn lén lút nhìn chầm chầm Trương Hiểu Vân, Lục Thành sau đó nói ra. Không biết, nhưng tang thi trong nhà trọ này còn rất nhiều, tôi cũng không bảo vệ được cô, khuyên cô nên ngoan ngoãn ở trong phòng, an toàn hơn. Trương Hiểu Vân sau khi nghe nói như thế, sợ hãi vội vàng gật đầu. Bất quá nàng vẫn gian nan nói. Anh Thành, còn mì ăn liền không em sợ sợ ăn không đủ no lục thành nhíu mày trương hiểu vân thấy thế vội vàng khoác tay nói anh thành đừng hiểu lầm em sẽ không lấy không đâu sau này em nhất định sẽ báo đáp anh thành em sẽ trả tiền trả tiền đã tận thế rồi tiền có ích lợi gì đâu lục thành giơ tay đè cửa phòng trương hiểu vân nói không có chỉ có một túi này thôi anh mau về phòng đi không có việc gì đừng ra ngoài. Trương Hiểu Vân vẻ mặt mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại. Lục Thành có nửa thùng mì ăn liền, nhưng không có nghĩa là hắn phải lấy ra làm việc thiện. Anh chưa bao giờ là người đàn ông ấm áp, lại càng không phải liếm chó. Hắn vẫn truy cầu đồng giá trao đổi, ở bên ngoài đầy đất zombie chạy tận thế bên trong, không phải ngươi bộ dạng đẹp mắt nói chuyện dễ nghe liền có thể sinh tồn. Thường thì bạn trông đẹp trai, ngược lại là một loại gánh nặng phàm là lục thành phát rồ một chút, Trương Hiểu Vân hiện tại cũng đã bị bậy thành 18 bộ dáng. Liền nàng này cánh tay nhỏ bắp chân, đừng nói lục thành thăng cấp đến LV3, coi như không thăng cấp, cũng không phải Trương Hiểu Vân có thể chống cự. Hơn nữa, lục thành nhìn Trương Hiểu Vân, thậm chí có loại cảm giác muốn ăn, có cảm giác thèm ăn. Không chỉ là hắn, lục thành đồng dạng có thể rất rõ ràng cảm nhận được thẩm tuyết kia tăng vọt muốn ăn. Nếu như không phải lục thành khống chế, thẩm tuyết phỏng chừng đã nhào tới quả nhiên mình vẫn là trở thành tan thi a à, nhìn thấy mọi người đều muốn cắn một miếng lục thành đợi đến khi trương hiểu vân đóng cửa lúc này mới đeo kính râm cho thẩm tuyết phía sau đem màu đỏ tươi con mắt giấu đi về sau trầm tuyết nhìn qua liền muốn hơi chút bình thường một chút tuy rằng làn da màu sắc vẫn có chút kỳ quái nhưng chỉ cần không giống zombie như vậy hành động dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người đem trầm tuyết làm zombie nhìn Lục Thành mang theo Trầm Tuyết đến một cái rõ ràng có zombie phòng trước mặt, cái kia zombie hiển nhiên ngay tại cửa chính, lúc này còn đang thùng thùng gõ cửa phòng. Lục Thành lấy ra chìa khóa nhân viên quản lý, rất nhanh mở khóa cửa phòng. Khi mở cửa phòng, cũng cảm giác được một cổ lực lớn từ phía sau cửa truyền đến. Bất quá lấy Lục Thành hiện tại bảy điểm lực lượng thuộc tính, còn có thể hoàn toàn chịu đựng được, nhưng không có cái này tất yếu. Thân thể hắn chợt lóe lên, một zombie lão đảo đi ra sau khi nhìn thấy trầm tuyết, hướng về phía trầm tuyết há to miệng tập tỉnh đi qua. Nhưng trầm tuyết không có chút nào sợ hãi biểu hiện, cũng không có giống ngay từ đầu nhìn thấy lục thành như vậy, há mồm liền đi lên cắn. Ngược lại là rất tùy ý đi lên phía trước, hai tay bắt lấy cổ vặn vẹo, lực lượng cực lớn cứ như vậy sinh sôi đem cổ cho vặn gãy. Thẩm tuyết đánh chết zombie phương pháp, so với lục thành hiệu suất cao hơn rất nhiều. Lục thành nhìn trong tay gãy bóng chày, cảm thấy mình cũng có thể thử một lần, dù sao lực lượng thuộc tính hiện tại cùng trầm tuyết là giống nhau, vặn gãy zombie cổ hẳn không phải cái gì nan đề. Thu thập tốt dị hóa tinh hạch, xác nhận một chút trong phòng không có cái khác zombie về sau, Lục Thành liền mang theo trầm tuyết bắt đầu từng cái phòng đi kiểm tra. Không bao lâu, tang thi tầng này đã bị Lục Thành dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá cùng dự đoán có thể thu thập mười mấy cái dị hóa tinh hạch không giống nhau, cả một tầng thanh lý xuống, cũng chỉ thu thập được 8 cái dị hóa tinh hạch. Trong đó bốn cái dùng để cho mình thăng cấp, còn lại bốn cái tạm thời trước thu lại, không có cho trầm tuyết dùng để thăng cấp. Dù sao ưu tiên tăng lên đẳng cấp của mình, mới là chủ yếu nhất. Tầng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, lục thành rất nhanh lại dẫn thẩm tuyết đi dọn dẹp tầng trên. Trên hành lang vẫn không có tang thi du đảng, trong phòng ngược lại có một ít lạc đàn. Ở trầm tuyết cùng chính mình mật thiết phối hợp dưới, những này bị gian phòng từng cái ngăn cách ra zombie, căn bản cũng không có cái gì tính uy hiếp đáng nói. Trước khi sắc trời hoàn toàn tối, Lục Thành lại thu thập được 14 tinh hạch dị hóa. Trong đó 8 cái vẫn là cho mình dùng để thăng cấp. Hiện nay thuộc tính của Lục Thành là Lục Thành đẳng cấp LV5 vật liệu thăng cấp Một viên tinh anh dị hóa hạch tâm thuộc tính Sức mạnh chính, nhanh nhẹn chính, sức chịu đựng chính, ý chí chính, kháng tính chính, kỹ năng. Thi vương, S, hạch tâm dị hóa cấp tinh anh. Chẳng lẽ bên trong tan thi cũng phân cấp bậc? Nhất định là vậy, tan thi cấp bậc tinh anh, khẳng định lợi hại hơn tan thi bình thường, cũng không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào. Lục thành âm thầm quyết định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng không cẩn thận lật xe. Bất quá loại này zombie hiển nhiên là có thể liếc mắt một cái phân biệt, liền tỷ như trầm tuyết cấp dị hóa virus lây nhiễm thể, liếc mắt một cái liền nhìn ra được so với khác zombie không giống nhau. Chính là trầm tuyết trước mắt còn không có bất kỳ tiền tố miêu tả. Sau khi thăng cấp, có thể xuất hiện từ ngữ hay không? Nghĩ tới đây, Lục Thành đem còn lại 6 cái dị hóa tinh hạch, tất cả đều cho trầm tuyết tăng lên đẳng cấp. Tiêu phí 6 cái dị hóa tinh hạch, vừa vặn cho trầm tuyết tăng lên tới LV4. Trầm tuyết dị hóa virus đẳng cấp cấp, cấp độ hiện tại. LV4, vật liệu cần thiết để thăng cấp. 8 viên tinh hạch dị hóa, thuộc tính. Sức mạnh 9, nhanh nhẹn 9, sức chịu đựng 7, ý chí 5, kháng tính 5 sau khi biến thành cấp 4 cũng không có xuất hiện từ tố, nhưng dựa theo cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm nhỏ loại này, hẳn là cấp 5 xuất hiện từ tố. Mà một khi đột phá cấp 5, nhất định sẽ có một cái biến chất, lục thành không khỏi chờ mong xem ra còn phải tiếp tục thu thập loại này bình thường dị hóa tinh hạch đến cho trầm tuyết thăng cấp mới được mặc dù lục thành rất muốn tiếp tục càng quét tan thi ở tầng khác nhưng sắc trời đã tối hẳn đèn đường trên đường phố cũng đều tự động thắp sáng nhưng trong những phòng khác phần lớn đều là sơn đen trong hoàn cảnh này rất dễ dàng sẽ bị zombie đánh lén vạn nhất nếu cắn phải vết thương trí mạng hoặc là đụng phải tan thi dị hóa tinh anh thì phiền toái Lục Thành cũng không muốn mạo hiểm. Đang muốn mang theo Trầm Tuyết trở về, lại đột nhiên nhìn thấy bên ngoài nhà trọ có mấy người vội vã từ bên ngoài vọt vào. Mà phía sau mấy người kia, một đám thi đàn mênh mông tụ lại. Hết chương này. Chương 5. Zombie thân thể thật sự là quá tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5. Xác sống thân thể thật sự là quá tốt dưới lầu thi đàn tụ tập cùng một chỗ thanh âm càng lúc càng lớn, tuy rằng bên ngoài đã sắc trời dần tối, nhưng vẫn có thể rất rõ ràng thấy cách đó không xa rải rác zombie cũng bắt đầu tới gần. Mà mấy cái kia vọt vào trong nhà trọ người, hiển nhiên là đem nhà trọ cửa lớn đóng lại, muốn tạm thời ngăn cản những zombie kia tiến công. Lục Thành đối với nhà trọ cửa lớn vẫn là rất có lòng tin, loại này nhà trọ cửa lớn, đều phi thường vững chắc chắn chắc, người không mở cái cỡ lớn máy móc lại đây, muốn đơn thuần dựa vào nhân lực, trong khoảng thời gian ngắn cho cửa lớn đẩy ra, kia căn bản là chuyện không thể nào. Cũng không nên xem thường trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện đại. Nhưng thật ra nhiều zombie như vậy, thỉnh thoảng có mấy người đi nhầm vào ga ra, khả năng từ ga ra ngầm đi lên cao hơn một chút. Thanh âm tan thi bên ngoài, ngay cả tan thi bị khóa trong phòng cũng bắt đầu sao động. Tầng này lục thành bị dọn dẹp còn kém không nhiều lắm, các tầng khác có thể nghe được không ít động tĩnh lựa chọn của người bình thường, nhất định là từ bỏ căn hộ này, muốn mạo hiểm từ ga ra ngầm chạy ra. Nhưng đối với Lục Thành mà nói, từ khi thức tỉnh hệ thống, thành thi vương về sau, hắn liền không nghĩ tới muốn rời đi nhà này nhà trọ. Bởi vì nhà này căn hộ quả thực không nên quá thích hợp hắn cái này thi vương. Hắn lại không cần giống như những nhân loại khác, cố ý đi tìm kiếm thức ăn. Hắn chỉ cần giết zombie là có thể đạt được dị hóa tinh hạch, không chỉ có thể dùng để thăng cấp, hơn nữa còn có rất mạnh cảm giác no bụng hơn nữa theo thời gian trôi qua những nhân loại khác vì sinh tồn nhất định sẽ dần dần rời xa loại thành thị lớn ma quật này đến lúc đó tang thi và tài nguyên của cả thành phố đều là của mình ngẫm lại liền thoải mái cất cánh về phần mới vừa xông vào mấy người kia lục thành vốn là không có ý định để ý tới chờ bọn hắn chính mình rời đi hoặc là bị zombie ăn hết thì tốt rồi thật vạn nhất nếu một đám tang thi xông vào cùng lắm thì mang theo thẩm tuyết im lặng trốn ở trong phòng dựa theo lục thành đối với những tang thi kia hiểu rõ chỉ cần hai ba ngày công phu bọn họ tất cả đều sẽ tản ra bên ngoài những tang thi còn lại rải rác trong chung cư sẽ trở thành trung tâm dị hóa của mình bất quá khi hắn vừa định mang theo trầm tuyết trở về trong phòng giấu kỹ lại đột nhiên nhìn thấy thang máy vận hành đi lên vừa vặn liền dừng ở phòng mình chỗ tầng trệt lục thành ngồi xổm ở cầu thang cách một tầng liền nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng nói chuyện. Lý Cẩu tử, ngươi đem chúng ta hướng này chung cư bên trong mang, vạn nhất phía dưới những tang thi kia không tản ra, chúng ta không phải đều vây chết ở chỗ này sao? Thanh âm nói chuyện có chút thô bạo, hiển nhiên là trong mấy người này có quyền lên tiếng. Vương gia, ta biết quản lý viên văn phòng ngay tại tầng này, chúng ta cầm chìa khóa, có thể ở cái này trong nhà trọ tìm điểm ăn uống, tìm cái phòng trốn đi, qua vài ngày những tang thi này liền chính mình tản ra đến lúc đó chúng ta lại chạy đúng vậy lý cẩu tử nói không sai vương gia ta cũng cảm thấy bên này an toàn ngươi xem cửa sắt kia dày bao nhiêu tang thi khẳng định không vào được được rồi được rồi mau hành động nhanh lên thanh âm của bốn người càng lúc càng xa xem ra là hướng về phòng làm việc của nhân viên quản lý bất quá chìa khóa phòng làm việc của nhân viên quản lý bên kia đã bị mình lấy qua bọn họ khẳng định là tìm không thấy. quả nhiên không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng bốn người quay lại thang máy. lý cậu tử, ngươi mẹ nó có phải hay không đùa dẫn lão tử? nào có chìa khóa a? À? văn phòng quản lý hẳn là có. tàn thi ngã xuống đất là anh em của tôi. trước kia tôi thường xuyên tới đây tìm hắn. anh em cậu đầu đều đập bẹp, cậu cũng có thể quen biết a. À? hi, hóa thành cho cũng biết chìa khóa đoán chừng là bị những người sống sót khác cho lấy đi bất quá ta xem có mấy cái cửa phòng mở ra bằng không chúng ta đi lục soát một chút được đi một chút đi mấy người nói chuyện thanh âm càng lúc càng xa xem ra là đi gian phòng khác cướp đoạt vật tư đi lục thành nhíu mày đột nhiên cảm thấy bốn người này có chút phiền phía dưới tầng kia vật tư chính mình cũng chưa kịp vơ vét đâu bất quá quên đi tình huống không rõ lục thành không muốn xung đột chính diện với bọn họ hắn mang theo thẩm tuyết im lặng đi xuống lầu tính toán thần không biết quỷ không hay trở lại trong phòng của mình đi lại không nghĩ tới vừa đi tới cửa phòng mình bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang xé gió một giây sau một phát cung nỏ bắn ra mũi tên trực tiếp đóng ở lục thành trên lưng lục thành chỉ cảm giác được sau lưng dừng lại quay đầu liền nhìn thấy mũi tên cắm ở sau lưng mình nhưng cũng không có cảm giác đau đớn kịch liệt như trong tưởng tượng. Ban đầu anh ta nghĩ đó là do adrenaline, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng anh ta thực sự không cảm thấy đau đớn. Không chỉ không có cảm giác đau đớn, thậm chí cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn lập tức phản ứng lại, đây chính là một chỗ tốt khác khi trở thành tang thi. Chỉ cần không bị nổ đầu, sẽ chết không xong. Hắn xoay người nhìn lại, lối đi nhỏ xa xa địa phương. Một cái dáng người cao lớn nam nhân đang ở một bên thượng nỏ một bên Dương Dương đắc ý. Hai người các ngươi có cái gì ăn uống đều giao ra cho ta. Bất quá khi nhìn thấy Trầm Tuyết, nam nhân cường tráng kia nhịn không được hô một tiếng. Mẹ kiếp. Các huynh đệ, hình như có mỹ nữ. Lối đi nhỏ rất tối tăm, nhưng cũng có thể nhìn thấy Thẩm Tuyết hình dáng, liếc mắt một cái có thể nhận ra là mỹ nữ. Kỳ thật không cần hắn kêu, ba người khác cũng đều chạy ra. Dù sao cung nỏ bắn ra động tĩnh vẫn là rất lớn. Lục Thành cúi đầu nhìn về phía cung nỏ trên tay nam nhân cường tráng kia. Nhìn ra được, đó là một thanh rất đắt tiền cung nỏ, tuy rằng lực sát thương không có hợp lại nỏ mạnh như vậy, nhưng có thể một phát xuyên thủng cánh cửa, uy lực này cũng rất tốt. Loại vũ khí này còn tốt hơn cả gậy bóng chày. Nhưng người đàn ông cường tráng này, nhìn thấy Lục Thành nửa ngày không có phản ứng, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái không phải hắn trúng tên sao? Sao còn chưa ngã xuống? Bất quá ba người khác, cũng không có nhìn thấy Lục Thành trúng tên hình ảnh, bọn họ một người cầm một thanh đao đi về phía Lục Thành cùng thẩm tuyết thời điểm. Nam nhân cường tráng, cũng không nghĩ nhiều, còn có thể bị phản sát sao? Hắn nhìn không được vừa cười vừa nói. Đợi ta lên người thứ nhất, ba người các ngươi tự mình phân thứ tự xếp hàng. Một nam nhân gầy gò vội vàng hô. Ta là người thứ hai, vương gia ngươi nhẹ một chút, đừng để chơi hỏng. Hắc hắc, cô nàng này dáng người thật tốt a, à, bằng không chúng ta cùng tiến lên a, à, dù sao cũng có ba cái lỗ. Có thể có thể, ba người chúng ta cùng nhau a. À. Bốn người trước mặt miệng đầy ôn ngôn quế ngữ, Lục Thành cúi đầu không nói gì, lại đang chờ bọn họ tới gần. Khi Lục Thành đang muốn đại khai sát giới, cửa đối diện đột nhiên mở ra, liền thấy Trương Hiểu Vân vẻ mặt sợ hãi cầm lấy tay nắm cửa. Tay kia một tay bắt lấy cánh tay Trầm Tuyết, hướng về phía lục thành hô to. "Anh Thành, mau trốn vào đây." Nhưng Trương Hiểu Vân lại một phen không có kéo thẩm Tuyết, ngược lại là thẩm Tuyết quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Vân, tự hồ kỳ quái cái này đi lại khối thịt làm gì kéo chính mình. Mà sau khi nhìn thấy Trương Hiểu Vân, bốn người kia càng hưng phấn. "Hay lắm, lại thêm một người nữa. Đêm nay có phúc." Ha 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 thậm chí một người tới gần nhất cũng đã chạy, cầm dao cũng không quản Trương Hiểu Vân cùng Trầm Tuyết, trực tiếp muốn tới đâm chết Lục Thành. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, người duy nhất có sức chiến đấu cũng chính là Lục Thành mà thôi. Bất quá một giây sau, Lục Thành một tay liền cầm cổ tay đối phương, tay kia trực tiếp bóp ở trên cổ hắn, ngón tay như vậy bóp. Chợt nghe lạch cạch một tiếng, cổ họng người kia bị Lục Thành bóp đứt. "Thẩm Tuyết, giết hết bọn họ đi." Lục Thành không chút để ý hạ lệnh. Hết chương này. Chương 6 Thành ca ngươi đến thật đó a à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Anh Thành, anh làm thật sao? Sự tình phát triển quá nhanh, hiển nhiên vượt quá mong đợi của mọi người. Người nào có thể chỉ dựa vào một tay mà giết một người như vậy? Cho dù là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không gì hơn cái này chứ cao tráng được xưng hô là vương gia, nam nhân đã triệt để luống cuốn. Khi hắn nhìn dáng người mảnh khảnh thẩm tuyết hướng hắn đi tới, hắn bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm. Cũng bất chấp còn không có sản khoái thượng, giơ lên trong tay cung nỏ liền nhắm ngay trầm tuyết. Nhưng hắn một phát nỏ tiễn bắn ra ngoài, cái kia trầm tuyết nhưng chỉ là lắc người liền tránh đi, sau đó hướng về phía gần nhất một người vọt tới. Người kia trong tay tuy rằng cầm dao gọt hoa quả trong tay, nhưng vừa rồi Lục Thành ra tay thật sự là có chút quá dọa người, hắn lúc này bị dọa đến chân đều có chút mềm nhũng. Bất quá vẫn là dơ lên trong tay hoa quả đao hướng trầm tuyết đâm tới. Nhưng thẩm tuyết sẽ không có văn nhã như Lục Thành, chỉ nhìn thấy thẩm tuyết dơ tay lên, hướng về phía trước mặt người này trên mặt vỗ tới. Cổ người nọ lập tức liền xoay hai vòng như bánh quai chèo, sau đó mới ngừng lại, sau đó cả người sụi lơ ngã trên mặt đất, hiển nhiên là hết thuốc chữa. Một người khác nào còn có tâm tư phản kháng, lập tức ném vũ khí trong tay, vừa khóc vừa chạy. Đừng, đừng giết ta. Bất quá hắn còn chưa nói xong, Lục Thành đã ném ra một con dao gọt hoa quả, không thiên vị vừa vặn đâm vào gáy hắn. Người này cũng lập tức lĩnh hộp cơm, nằm trên mặt đất không còn hơi thở. Vốn bốn người, trong nháy mắt đã bị Lục Thành và Trầm Tuyết giải quyết hai người. Hơn nửa thủ đoạn kinh người, căn bản không giống nhân loại. Vương gia tây cũng bắt đầu rung lên, hắn cũng muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trầm tuyết tốc độ so với hắn cầu xin tha thứ nhanh hơn nhiều. Thẩm tuyết đi tới trước mặt của hắn, vẫn là giống như lúc trước, trực tiếp một cái tác liền đem trước mặt người này đầu cho đánh vặn vẹo hai vòng, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Lục thành mặc dù biết mình bây giờ đã rất cường hãn, nhưng không ngờ lại cường hãn đến mức này. Không chỉ có tan thi không bị bạo đầu sẽ không chết năng lực hơn nữa tăng lên đẳng cấp về sau hiệu quả cũng là rõ ràng. Đừng nói là bốn người, coi như là lại đến bốn người, chỉ cần không có cường lực vũ khí tầm xa có thể bạo đầu chính mình, Lục Thành rất tự tin có thể cho bọn hắn toàn bộ giết. Hai ba cái đem những người này toàn bộ giải quyết xong, Lục Thành tự đi tới hắn tâm niệm cung nỏ bên cạnh, nhặt lên xem xét. Bản thân hắn cũng không phải là người yêu thích cung nỏ, nhưng có thể có một vũ khí tầm xa sử dụng nhiều lần, tạp âm còn nhỏ tóm lại là một chuyện tốt anh thành anh anh không sao chứ phía sau truyền đến thanh âm run rẩy của trương hiểu vân ngươi trúng tên có thể chết hay không a à? lúc này lục thành mới nhớ ra sau lưng mình còn cắm một mũi tên nàng sẽ không phát hiện thân phận tang thi của ta chứ bằng không ta hiện tại nằm xuống đất giả vờ trọng thương trương hiểu vân đang lo lắng nhìn lục thành lại hoàn toàn không chú ý tới người ban đầu bị lục thành bóp đứt cổ họng chết, đã vô thanh vô tức bò dậy. Người chết nếu như không bị phá hư trung khu thần kinh, sẽ biến thành tang thi, bóp đứt cổ họng hiển nhiên không tính là trung khu thần kinh. Đến khi Trương Hiểu Vân chú ý tới, tang thi kia đã bắt lấy bả vai của cô. Tang thi há miệng, cắn một miếng vào cánh tay Trương Hiểu Vân. A. À, tuy rằng từ tận thế bộc phát tới nay, Trương Hiểu Vân vẫn cố gắng bảo trì trấn tĩnh cùng an tĩnh. Nhưng sau khi bị tan thi cắn ở trên cánh tay, nàng hoàn toàn trấn định không được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ vang lên ở hành lang, Lục Thành trước tiên mệnh lệnh Trầm Tuyết đi giải quyết tan thi kia, đồng thời chính mình cũng cầm cung nỏ cùng nỏ chạy đến bên người Trương Hiểu Vân. Tan thi kia mới cắn một cái, đã bị Trầm Tuyết cầm lấy cổ kéo ra, sau đó vặn gãy cổ. Trương Hiểu Vân lão đảo ngã vào trong phòng mình, nhất thời khóc bù lu bù loa. Anh Thành, em không muốn chết em không muốn biến thành tan thi. Trương Hiểu Vân hồ ngôn loạn ngữ cầu xin, Lục Thành cao mày không nói gì, mà là một tay ông lấy công chúa Trương Hiểu Vân, đem nàng mang về trong phòng của mình. Trầm Tuyết cũng theo sát tiến vào, đóng kỹ cửa phòng, liền đứng ở cửa cảnh giới. Lục Thành ông Trương Hiểu Vân vào ghế trong phòng khách, để cô ngồi xuống, sau đó nhìn vết thương của cô. Cánh tay đã bị cắn rách da, máu tươi chảy ròng, cổ họng Lục Thành khô khốc ngón tay hắn nhịn không được lau một nắm máu, đưa vào trong miệng của mình. Ân, thật sự là thơm ngọt bốn phía A. Thành, Thành ca. Nhìn thấy động tác của Lục Thành, sắc mặt Trương Hiểu Vân càng trắng bệt. Lục Thành thờ ơ buông ngón tay xuống, sau đó nói. Cắn trách da, chừng một giờ nữa anh sẽ biến thành tan thi. Trương Hiểu Vân vừa nghe lời này, ngay cả khóc cũng sẽ không khóc. Nhìn Trương Hiểu Vân run lẩy bẩy, lục thành lại có một kế hoạch lớn mật nếu tang thi bình thường cắn bị thương nhân loại có thể lây nhiễm thành tang thi ta đầy cắn bị thương nhân loại có phải cũng có thể lây nhiễm thành tang thi hay không hơn nữa chính mình thi vương kỹ năng nếu như tại còn chưa lây nhiễm thành zombie thời điểm tiến hành nguyên thủy nhất vận động có phải hay không cũng có thể khống chế đối phương đây dưới tình huống như vậy khống chế zombie sẽ trực tiếp có lý trí mà không cần giống trầm tuyết chậm rãi khôi phục sao Lục Thành càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để làm thí nghiệm. Dù sao Trương Hiểu Vân muốn biến thành tan thi, nếu như mình đem nàng chuyển đổi thành tôi tớ của mình tan thi, không chừng nàng có thể bảo trì lý trí cũng nói không chừng. Nói làm là làm, Lục Thành tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra. Trước mắt xem ra ngươi hết thuốc chữa rồi, nhưng ta còn có một phương pháp ngươi có thể thử một lần. Trên mặt Trương Hiểu Vân khóc tan xuất hiện một tia hy vọng. Anh Thành. Phương pháp gì? Đó chính là thừa dịp ngươi còn nóng. Hả? Trương Hiểu Vân có chút không kịp phản ứng, nhưng Lục Thành cũng không định giải thích quá nhiều. Chủ yếu là giải thích không dứt, cho dù nói mình là tan thi, còn có kỹ năng thi vương, đối phương cũng không nhất định tin. Hắn trực tiếp ông lấy Trương Hiểu Vân, đi về phía phòng ngủ. Văn, lầm lẫn, giả dối. Anh Thành, chúng ta làm thật chứ? Lục Thành nhướng mày trương hiểu vân cậu cũng không muốn cậu biến thành tang thi chứ hả trương hiểu vân còn có chút không kịp phản ứng nhưng lục thành đã đặt cô lên giường tuy rằng hiện tại nhìn trương hiểu vân rất muốn ăn nhất là cánh tay đang bốc máu của cô nhưng chỉ là muốn ăn mà thôi lục thành không để ý khuôn mặt sợ hãi của trương hiểu vân há miệng nhắm ngay cổ trương hiểu vân cắn một cái a à, tiếng la đầu tiên của trương hiểu vân là tiếng la đau đớn nhưng rất nhanh loại tiếng la này liền xuất hiện một chút biến hóa. Cô bất an vặn vẹo thân thể. Hết chương này. Chương 7 Tôi tớ phụ tố cùng tin anh cấp zombie. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Tôi tớ từ tố cùng tin anh cấp zombie chiều cao của Trương Hiểu Vân cũng không cao gầy như trầm tuyết, thuộc loại nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng hai người đều là mỹ nữ nhan sắc, dáng người lại càng không cần phải nói dáng người Trương Hiểu Vân cũng tương đối nóng nảy, trước nhô sau vĩnh, nên có đều có. Hoàn toàn thuộc về loại cổ dưới một vạn chữ không thể miêu tả. Lúc này bị Lục Thành đè ở dưới thân hút máu, ánh mắt đã vô cùng mê ly, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Động tác của Lục Thành cũng càng ngày càng thô bạo, mùi thơm ngọt ngào trên người cô gái khiến anh có chút muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, quần áo Trương Hiểu Vân dưới người đã bị cởi từng kiện một, giữa hai người chỉ còn lại xúc động nguyên thủy nhất. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi mập mờ của Trương Hiểu Vân, cô nhìn đau nhíu mày ông chặt lấy lục thành. Chuyển hóa, chính thức bắt đầu. Tỉnh lược một vạn chữ. Giống như lần trước cùng trầm tuyết giống nhau gió cuốn mây tan bình thường chiến trường. Lục Thành phát hiện mình biến thành zombie về sau, phương diện kia năng lực trở nên siêu cấp mạnh. Nếu như không phải hiện tại đã biến thành tận thế, Lục Thành thậm chí cảm thấy có thể dùng để làm phát tại cơ hội tốt. Tinh luyện thành phần virus zombie, dùng tốt hơn tiểu lam phiến nhiều. Bất quá cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, nhìn Trương Hiểu Vân ngủ say trong lòng mình, bị dày và mệt mỏi không chịu nổi, Lục Thành sờ sờ gò má của cô, đồng thời kiểm tra bản thuộc tính của cô. Không đặt tên dị hóa virus đẳng cấp. S cấp, cấp độ hiện tại. LV1 vật liệu cần nâng cấp một viên tinh hạch dị hóa thuộc tính. Sức mạnh 4, nhanh nhẹn 4, sức chịu đựng 5, ý chí 3, kháng tính 3, phụ tố đặc biệt. Lý trí, cấp S. Biến thể này có thể lưu giữ tất cả ký ức và lý trí vì một số lý do đặc biệt và có thể cơ bản duy trì cảm xúc của con người. Những tay sai sở hữu những từ như vậy sẽ dễ dàng đánh thức các kỹ năng kiểm soát tâm trí. Sau khi xem xong bản thuộc tính, đầu tiên Lục Thành đặt tên cho tôi tớ mới tên Trương Hiểu Vân tự nhiên sẽ không thay đổi. Quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau, dùng loại này chuyển hóa phương thức, có thể trực tiếp để cho tôi tới zombie bảo trì lý trí. Hiển nhiên so với trầm tuyết biến thành tan thi, ngày sau chuyển hóa cao cấp hơn một chút. Hơn nữa còn có thêm một từ ngữ lý trí, chủ yếu hơn chính là, tan thi tôi tớ của mình dĩ nhiên là có thể thức tỉnh kỹ năng. Kỹ năng của mình là thi vương, không biết trầm tuyết cùng Trương Hiểu Vân sẽ mở khóa kỹ năng gì đây lại có cái gì mở khóa điều kiện đây? Lục Thành càng ngày càng chờ mong tang thi của mình. Nhân tiện nhắc tới, mình thật đúng là giống như thủy tổ ma ca rồng. Bất quá quỷ hút máu thủy tổ vẹn vẹn chỉ là hút máu chuyển hóa, chính mình chuyển hóa tôi tớ liền mệt mỏi hơn nhiều, đương nhiên cũng thoải mái hơn nhiều là được. Hắn đang ôm Trương Hiểu Vân hồi tưởng lại mọi tư vị vừa rồi, lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Tuyết đứng ở bên cạnh, ánh mắt phát ra ánh sáng ngoắt ngoắt nhìn mình thẩm tuyết chú ý tới ánh mắt của lục thành, sau đó tứ chi chạm đất, giống như mèo con phủ phục lại đây. Cái loại tư thái hấp dẫn này, mặc một thân áo da bó sát người cốt mèo nữ một chút là không thành vấn đề. Mắt thấy tràn diện này, lục thành tự biết không cho thẩm tuyết hầu hạ tốt, phỏng chừng đợi lát nữa chính mình ngủ rồi, nàng có thể một ngụm đem chính mình ăn. Lục thành cũng không già mồm cãi láo, kéo thẩm tuyết qua, che chăn. Dù sao bên ngoài đều là tang thi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ra được liền làm chút chuyện tất cả mọi người thích làm đi tỉnh lượt hai vạn chữ đến sáng sớm ngày hôm sau lục thành nhìn trầm tuyết cùng trương hiểu vân ngổn ngang giống như cá tám móng bám lấy mình may mắn mình bây giờ là tang thi nếu không tối hôm qua đã bị hút khô rồi hắn dịch chuyển thân thể muốn rời giường đi bên cạnh cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài gian phòng này vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính nhà trọ vị trí kết quả vừa động tác, cảnh giác trầm tuyết liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. tuy rằng trầm tuyết vẫn không thể nói chuyện, trí nhớ cũng không có khôi phục hoàn toàn, nhưng đối với chỉ thị cơ bản của lục thành đều nghe hiểu được, cũng có thể làm ra một ít phản ứng cơ bản nhất. nhìn thấy thẩm tuyết bò dậy mặc quần áo, lục thành suy nghĩ một chút, cho thẩm tuyết một cái đi ra ngoài quét dọn nhà trọ bên trong dâm vi mệnh lệnh, nhưng không nên đi xuống tầng ba phía dưới để tránh thanh lý tang thi bị đám tang thi ở cửa lớn nghe thấy, gây ra xôn xao. Toàn bộ lầu trọ có 8 tầng, thuộc về loại này đơn vị kiến tạo ký túc xá nhà trọ, ngoại trừ bên ngoài zombie, lầu trọ bên trong zombie số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Thẩm Tuyết trước mắt đẳng cấp, một người hoàn toàn ứng phó được. Đợi đến sau khi Thẩm Tuyết thu dọn chỉnh tề đi ra ngoài, Lục Thành nhìn về phía Trương Hiểu Vân còn đang ngủ vết cắn trên cánh tay và vết cắn trên cổ cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra cùng mình làm loại chuyện này, thật sự có hiệu quả bổ ma. Không chỉ có mình sẽ càng ngày càng tinh thần, khôi phục thân thể mỏi mệt, mà ngay cả tôi tớ zombie cũng có chỗ tốt như vậy. Hiểu rồi, về sau nếu có nguy cơ cận tử, đều phải thừa dịp còn nóng mà đến. Cùng vẻ ngoài cùng tan thi giống nhau trầm tuyết, Trương Hiểu Vân làn da màu sắc cũng đã xảy ra thay đổi biến thành cùng trầm tuyết giống nhau màu xám trắng bất quá ánh mắt của nàng ngược lại không có như vậy màu đỏ tươi xem ra hẳn là lý trí từ ngữ điểm duyên cớ sau khi cẩn thận quan sát trạng thái trước mắt của trương hiểu vân một chút lục thành vỗ nhẹ gò má trương hiểu vân một cái người sau rất nhanh anh anh vặn vẹo thân thể tỉnh táo lại bất quá không có trong tưởng tượng sẽ hoảng sợ hô to gọi nhỏ cũng không có lập tức sợ hãi hỏi đã xảy ra chuyện gì sau khi trương hiểu vân mở mắt ra đầu tiên là có chút mê mang, sau đó dương mắt nhìn về phía Lục Thành. Lục Thành Đô đã định giải thích tình huống trước mắt, kết quả nghe được Trương Hiểu Vân mở miệng hô. Anh Thành. Câu nói này của cô có chút do dự cùng nghi hoặc, bất quá khi cô ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn Lục Thành, lại hô một câu. Thành ca. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi. Hay là ta gọi chủ nhân thích hợp hơn? Lục Thành biết không cần mình giải thích, Trương Hiểu Vân nhất định là cảm giác được thân thể mình biến hóa, còn có liên hệ với mình. Húng hộ đối với tối hôm qua nàng cũng có trí nhớ, hẳn là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng biến thành tan thi, nhưng vẫn giữ lại ký ức và lý trí của nhân loại, đối với Trương Hiểu Vân mà nói, đã là tình huống tốt nhất trước mắt. Thậm chí nói, ở tận thế này bên trong, bọn họ như vậy dị hóa người, mới là tương lai chủ lưu cùng hy vọng. Tùy ngươi thích. Lục Thành vừa đứng dậy mặc quần áo, vừa tùy ý nói. Anh ta không đòi hỏi gì nhiều từ những lời xưng hô đó. Vậy em gọi Thành ca đi, như vậy thân cận với anh một chút. Trương Hiểu Vân đỏ mặt. Vốn tưởng rằng Trương Hiểu Vân biến thành tan thi sẽ tiêu diệt một ít tính cách thẹn thùng hướng nội, nhưng hiện tại xem ra là mình lo lắng nhiều. Về cơ bản cô vẫn là nữ sinh đại học nhà bên kia. Bất quá thay đổi khẳng định vẫn phải có, tỉ như cô bắt đầu mặc quần áo trước mặt Lục Thành, không hề kiên dè dạ ánh mắt Lục Thành. Lục Thành rất nhanh đi tới bên cửa sổ, quan sát tình huống phía dưới. Zombie so với đêm qua tự hồ còn nhiều hơn một chút, nhưng chúng nó tất cả đều an tĩnh lại, không giống tối hôm qua như vậy cuồng bạo. Dựa theo suy đoán của Lục Thành, phỏng chừng không tới vài ngày, đám tang thi này sẽ tản đi toàn bộ. Bất quá đang lúc Lục Thành nhìn đám tang thi phía dưới kia, lại đột nhiên ở cửa một tòa nhà trọ đối diện thấy được một tang thi kỳ quái sau khi biến thành tang thi nhất là sau khi thăng cấp thì lực lục thành tốt quả thực không giống nhân loại cách thật xa cũng có thể thấy rõ ràng tang thi kia không có bất kỳ dấu hiệu hư thối nào tang thi chung quanh cũng không có ý công kích hắn ngược lại là vài tang thi vây quanh bên người hắn rất có ý tứ tay chân của tiểu đệ mà ở cái kia zombie trên người đột nhiên toát ra một cái bản điều khiển thật giống NPC từ điểm giống nhau. Tinh anh cấp LV5 đó chính là tang thi cấp bậc tinh anh. Hết chương này. Chương 8. Đi săn kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8. Kế hoạch săn bắn đang lúc lục thành âm thầm quan sát tang thi cấp tinh anh kia, tang thi cấp tinh anh kia đột nhiên phát ra một trận tiếng rít cổ quái. Nghe thì không giống như là âm thanh con người có thể phát ra bất quá loại tiếng rít này lại có điểm tương tự với sóng âm lục thành tuy rằng có thể nghe được nhưng hắn rất tin tưởng nhân loại là không cách nào nghe được loại âm thanh này mà đám tang thi vây quanh dưới lầu nhà trọ của mình sau khi nghe được một cổ sóng âm này rất nhanh liền vây quanh tang thi tinh anh kia lúc đầu lục thành cho rằng zombie tinh anh kia có thể điều khiển những zombie này lại không nghĩ tới zombie tinh anh kia quay đầu thân thủ nhanh nhẹn theo tường leo lên từ cửa sổ lầu hai nhảy vào trong chung cư mà đám tang thi bị tiếng rít của hắn hấp dẫn, cũng rất nhanh vọt vào trong chung cư. Lục Thành xem như hiểu rõ, zombie cấp tinh anh kia cũng không phải có thể khống chế những zombie này, mà là thông qua âm thanh hấp dẫn đám zombie bên ngoài, tiến vào trong tòa nhà trọ đối diện. Tuy rằng không biết cái kia tinh anh zombie tại sao phải làm như vậy, nhưng chính mình bên này, vây quanh nhà trọ cửa lớn zombie bày xem như tán bảy tám. Nhưng Lục Thành lại nên đón một vấn đề mới. Hắn muốn thăng cấp, nhất định phải tinh hạch dị hóa cấp tinh anh, nhất định phải giải quyết xong tang thi cấp tinh anh thật vất vả mới phát hiện. Nhưng trong nhà trọ của tang thi cấp tinh anh kia, hiện tại lại chất đầy mấy trăm con tang thi. Cho dù là Lục Thành đem Trầm Tuyết cùng Trương Hiểu Vân đều cho thăng cấp đến cùng chính mình giống nhau LV5, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào cái kia lầu trọ bên trong. Nếu thật sự bị mấy trăm con tang thi vây quanh, bọn họ đều phải chết không thể nghi ngờ nhưng cơ hội ở ngay trước mắt bỏ qua lần này không biết đợi đến khi nào mới có thể gặp được tang thi cấp tinh anh huống hồ tận thế đã dặn có mấy tuần hắn xem như là một người truy đuổi đuổi theo ai biết tang thi cấp tinh anh có tang thi cường đại hơn hay không nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được đang lúc lục thành tự hỏi làm thế nào mới có thể vượt qua mấy trăm con tang thi xử lý tang thi cấp tinh anh kia trương hiểu vân đột nhiên kéo hắn một chút chỉ vào tầng thứ năm của tòa nhà trọ đối diện nói anh thành anh xem bên kia có người lục thành thuận theo phương hướng trương hiểu vân chỉ quả nhiên nhìn thấy cửa sổ hành lang tầng năm bên kia nhìn thấy có hai người đang không ngừng chuyển đồ dùng trong nhà lên hành lang mà những đồ nội thất kia chất đóng thẳng đến chỗ rẽ của tầng thứ tư zombie từ bên ngoài xông vào lúc này cũng vừa vặn đi tới vị trí này nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá nhiều đồ dùng trong nhà như vậy tạo thành trở ngại. Lục Thành lập tức nghĩ tới một khả năng. Có những người sống sót trong căn hộ này. Xem ra, cái này tin anh cấp zombie là muốn thông qua hấp dẫn bên ngoài zombie đàn, đột phá những này người sống sót chồng chất lên chướng ngại. Về phần nguyên nhân, có thể là vì ăn cơm, có lẽ còn có thể tiến hóa cũng nói không chừng. Lục Thành tự mình làm ví dụ, hắn đối với tang thi không có gì muốn ăn, nhưng đối với nhân loại lại không gì sánh kịp. Nếu như không phải hắn có nhân loại lý trí, tuyệt đối sẽ giống những tang thi kia giống nhau, đi nuốt sống ăn may mắn còn sống sót nhân loại. Có lẽ những thây ma dị hóa này ăn thịt người, hiệu quả giống như hắn ăn tinh hạt dị hóa. Bằng không như thế nào toát ra một cái LV5 cấp tinh anh zombie đâu, cũng không thể là quan hợp dùng đi ra đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Thành có một kế hoạch có thể có. Nhân loại trong chung cư đối diện chính là mồi nhữ tốt nhất. Chỉ cần bọn họ còn ở bên kia, cái này tinh anh cấp zombie sẽ không cách xa, thậm chí có thể sẽ thừa dịp zombie đàn tập kích người sống sót thời điểm, lao ra tập kích bọn họ cũng nói không chừng. Vậy nếu như mình có thể trà trộn vào trong tòa nhà trọ kia, đợi đến khi tang thi cấp tinh anh lao ra tập kích bọn họ, cho tang thi cấp tinh anh này một chút thi vương chấn động, mình không phải có thể lấy được tinh hạch dị hóa cấp tinh anh sao? Lục Thành dám khẳng định, chỉ cần có thể đột phá LV5 đến LV6, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Dù sao thăng cấp tài liệu đều không giống nhau, nhiều ngày như vậy, hắn mới nhìn thấy này một cái tinh anh cấp zombie A. Xác định đại khái kế hoạch, còn lại chính là vấn đề chấp hành như thế nào. Giống như tan thi tinh anh leo tường đi lại, Lục Thành biết mình không làm được. Hẳn là kỹ năng đặc biệt của tan thi cấp tinh anh kia. Làm sao vòng qua mấy trăm tan thi, tiến vào tòa nhà chung cư kia, đi tìm đám kia người sống sót, thành một cái đại nan đề. Mà thời điểm một người nghĩ không ra, có thể tìm người cùng nhau thương lượng, lúc này Trương Hiểu Vân còn có lý trí nhân loại cùng tất cả ký ức liền phát huy công dụng. Lục Thành nói đơn giản kế hoạch của mình, mà Trương Hiểu Vân cũng trầm tư theo, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Anh Thành, chúng ta có thể đi qua ga ra ngầm không?" Phương pháp này ta nghĩ qua, nhưng cầu thang đạo hiện tại tuyệt đối đều là zombie, chúng ta căn bản không lên được. Nếu tuần trước không cúp điện thì có thể đi thang máy từ ga ra ngầm, bây giờ không cần nghĩ nữa. Sau khi Lục Thành nói xong, Trương Hiểu Vân lại nói. Vậy có nên học zombie vừa rồi leo tường lên không? Lục Thành nhìn Trương Hiểu Vân không giống như đang nói đùa, hỏi. Cậu có biện pháp? Không phải cậu học leo núi đấy chứ? Trương Hiểu Vân lập tức gật đầu đúng vậy đúng vậy cha mẹ ta đều là leo núi thể thao yêu thích ta từ nhỏ đến lớn đi theo cùng nhau chơi nếu có thể có chuyên nghiệp leo núi công cụ chung cư bên ngoài tường rất nhiều thiết bị chúng ta rất dễ dàng có thể leo lên trương hiểu vân vừa nói như vậy lục thành ngẫm lại thật đúng là chỉ là trang bị bên ngoài giống như mấy điều hòa gì đó đều ở mặt sau tòa nhà chung cư mình không thấy được nếu có thể có một ít công cụ leo núi thật đúng là có thể trực tiếp theo tường ngoài leo lên nhìn chỗ những người sống sót chất đồ dùng trong nhà, cũng ngay tại lầu 4 năm, chỉ cần có thể leo lên lầu 5 là có thể lặng lẽ lặng vào. Tôi biết có một cửa hàng bán đồ thể thao ở bên kia đường, chắc là có đồ leo núi ở đó. Trương Hiểu Vân nói xong, Lục Thành không chút do dự gật đầu, nói. Được, chờ trời tối, chúng ta liền đi qua xem một chút. Vừa vặn còn có thể tìm chút vũ khí có thể dùng. Chính mình bóng chày côn ngược lại là dùng rất tốt nhưng này bóng chày côn chỉ có một, hơn nữa đánh nhiều như vậy zombie, mài mòn đã rất nghiêm trọng, gậy gộc đều có chút biến hình. Coi như là tìm không thấy cung nỏ, nhưng nếu như có thể tìm được một ít vung côn, điện côn các loại cũng là tốt. Cường độ mấy thứ này cũng đủ, lục thành cầm lên đánh tan thi, thật sự là dư giả. Hai người rất nhanh thương nghị vấn đề chi tiết. Qua không có hai ba giờ, trầm tuyết liền một thân đầy máu trở về đây đương nhiên không phải máu của nàng, đều là máu của tang thi. Mà để cho lục thành ngoài ý muốn chính là, trầm tuyết vậy mà còn mang về 16 viên dị hóa tinh hạch. Xem ra tôi tớ zombie của mình cũng có thể giống như mình lấy ra tinh hạch dị hóa, cái này có thể thuận tiện hơn nhiều, không cần mình đi theo phía sau nhặt đồ. Trong đó 8 viên dị hóa tinh hạch dùng để thăng cấp trầm tuyết. Sau khi nâng cấp, bản property trở thành Trầm tuyết dị hóa virus đẳng cấp S cấp, cấp độ hiện tại. LV5, vật liệu cần thiết để thăng cấp. Một viên tinh hạch dị hóa cấp tinh anh thuộc tính. Sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, sức chịu đựng 8, ý chí 6, kháng tính 6. Quả nhiên, LV5 chính là một cái ngưỡng cửa, thăng cấp vật liệu trực tiếp biến thành tinh hạch dị hóa cấp tinh anh. Còn lại dị hóa tinh hạch, lục thành cũng toàn bộ dùng để thăng cấp trương hiểu vân. Sau khi nâng cấp, trương hiểu vân dị hóa virus đẳng cấp. S cấp, cấp độ hiện tại. LV4, vật liệu cần thiết để thăng cấp. 8 viên tinh hạt dị hóa, thuộc tính. Lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, sức chịu đựng 8, ý chí 6, kháng tính 6, phụ tố đặc biệt. Lý trí, cấp S. Biến thể này có thể lưu giữ tất cả ký ức và lý trí vì một số lý do đặc biệt và có thể cơ bản duy trì cảm xúc của con người, những tay sai sở hữu những từ như vậy sẽ dễ dàng đánh thức các kỹ năng kiểm soát tâm trí. Còn lại có một viên dị hóa tinh hạch, lục thành tựu lưu lại, thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp làm thể lực bổ sung dược tệ đến dùng. Hai cái tôi tớ thuộc tính gia tăng, cho đến lục thành trên người, hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng, ít nhất hiện tại, lục thành cảm thấy toàn thân lực lớn vô cùng. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, lục thành ngồi bên cửa sổ âm thầm quan sát tình hình chung cư đối diện. Cương thi chồng chất ở tầng 4 càng ngày càng nhiều, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà theo sắc trời dần dần ảm đạm, lục thành rốt cục cũng có thể bắt đầu hành động. Hết chương này. Chương 9 Mồi nhữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Mồi nhữ sau khi thảm họa dị hóa bùng nổ, thành phố của lục thành, hệ thống điện lực chỉ duy trì chưa đầy 2 tuần đã đình công. Vì thế đến buổi tối, nơi nào cũng là một mảnh tối đen như mực. Mà zombie thị lực cũng không có so với nhân loại mạnh tới chỗ nào đi, thậm chí còn kém hơn không ít, nhìn ban đêm năng lực đồng dạng như thế, thính lực ngược lại là cường hóa rất nhiều, hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy. Bất quá nhanh nhẹn đã thăng cấp qua lục thành, trầm tuyết cùng Trương Hiểu Vân ba người, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể mượn bóng đêm thần không biết quỷ không hay ở trên đường cái hành động. Về phần tan thi trên đường phố, Lúc này đã ít đi không ít, một phần lớn đều bị hấp dẫn đến chung cư đối diện. Dù sao mỗi khi Tang Thi an tỉnh lại, Tang Thi tin anh kia sẽ ở trong nhà trọ phát ra tiếng kêu quái dị, làm cho Tang Thi bị trắng ở bên ngoài tiếp tục sao động. Kết quả chính là từng cái từng cái bị dùng ngăn cản đồ gia dụng điện tử, hoặc là bị cào hỏng, hoặc là bị đẩy qua một bên, đột phá những người sống sót kia phòng ngự, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người lục thành một đường im lặng, con thuận tiện lợi dụng dao gọt hoa quả mang theo bên người, tận lực vô thanh vô tức giải quyết tan thi lạc đàn chặn đường, lấy ra tinh hạch dị hóa của bọn họ. Tuy rằng lục thành cùng trầm tuyết đã không cần dị hóa tinh hạch đến tăng lên đẳng cấp, nhưng Trương Hiểu Vân còn cần. Hơn nữa dị hóa tinh hạch tác dụng, cũng không chỉ là làm vật liệu thăng cấp. Lục thành mặc dù là tan thi, nhưng cũng cần ăn cái gì, máu thịt nhân loại có lẽ là nguyên liệu nấu ăn rất tốt nhưng lục thành có lý trí nhân loại ăn không vô. Hay là trực tiếp ăn dị hóa tinh hạch thì tốt hơn. Cứ như vậy một đường mò tới cửa hàng đồ dùng thể thao, dị hóa tinh hạch vừa vặn tích góp đủ 8 cái, có thể tiến hành thăng cấp cho Trương Hiểu Vân. Trương Hiểu Vân Dị hóa virus đẳng cấp S cấp, cấp độ hiện tại LV5, vật liệu cần thiết để thăng cấp Một viên tinh hạch dị hóa cấp tinh Anh thuộc tính Sức mạnh 8, nhanh nhẹn 8, sức chịu đựng 9, ý chí 7, kháng tính 7 hiện tại có thể nói là ba cái LV5 zombie, đều đang gào khóc chờ đợi cái kia một khỏa tinh hạch dị hóa cấp tinh anh. Lục Thành đã khẩn cấp muốn đi ám toán tàn thi cấp tinh anh trong săn bắn. Khác với những cửa hàng tiện lợi siêu thị ngay từ đầu đã bị cướp sạch, hoặc là bị những người sống sót chú ý. Tủ kính thủy tinh của cửa hàng đồ dùng thể thao tuy rằng cũng vỡ nát đầy đất, nhưng đồ đạc trong cửa hàng phần lớn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ngoại trừ những đôi giày đắt tiền trương hiểu vân trước khi biến thành tang thi đến loại hoàn cảnh này hành động tuyệt đối sẽ sợ muốn chết nhưng sau khi biến thành tang thi lại thiếu đi rất nhiều cảm giác sợ hãi nhất là khi nhìn thấy tang thi tập tễnh đi lại tuy rằng nàng vẫn sẽ có chút khẩn trương nhưng cũng không phải sợ hãi loại cảm giác này lục thành rất hiểu bởi vì trước khi hắn trở thành tang thi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng là tại trở thành tang thi về sau, loại này cảm giác sợ hãi liền giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là kinh nghiệm chiến đấu quá ít khẩn trương, nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi. Sau khi xác nhận trong tiệm không có tang thi khác, Trương Hiểu Vân rất nhanh đã bắt đầu thu thập công cụ leo núi có thể dùng tới. Vốn định tìm ba bộ dụng cụ leo núi, ba người bọn họ cùng nhau leo lên. Nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một bộ công cụ, còn không được đầy đủ chỉ có một ít dây buộc phụ trợ đơn giản cùng móc kim loại tương tự quốc leo núi. Nhưng những thứ này đối với Trương Hiểu Vân mà nói, cũng là dư giả đủ để leo lầu. Đừng nói nàng bây giờ là LV5 zombie, các hạng thuộc tính đều đã chiếm được cực lớn tăng cường, coi như là không có biến thành zombie trước, nàng đều có lòng tin dựa vào những trang bị này bò lên. Cũng may còn tìm được một sợi dây an toàn rất dài, vốn là dùng để chạy trốn khỏi tòa nhà cao tầng hiện tại dùng để kéo lục thành và thẩm tuyết lên không có vấn đề gì. Đáng tiếc là không tìm được vũ khí lục thành muốn, cái gì mà dùng cụ quản chế dao, đó là một cái không có. Ngược lại là có rất nhiều kim loại gậy bóng chày, những này lấy ra làm vũ khí ngược lại là rất thích hợp, chính là hiện tại không có thời gian chuyển, chờ sau đó có thời gian lại nói. Lục Thành cầm hai cây kim loại bóng chày căng, cho Trương Hiểu Vân cùng Thẩm Tuyết mỗi người cầm một cây. Ba người lại theo đường cũ trở về, thừa dịp bóng đêm, hướng về phía bị zombie ngăn chặn cửa chính số 3 lầu trọ, lặng lẽ sờ qua. Bên trong tòa nhà chung cư số 3. Cốc cốc cốc. Bang bang bang. Tiếng ồn ào thật lớn không ngừng từ hành lang truyền đến, tiếng gào nhẹ của tang thi giống như là chú đòi mạng, quanh quẩn trong tòa nhà trọ. Mà ở lầu 5 địa phương, số 3 lầu trọ bốn gã người sống sót, từng cái đều mặc ủ mày châu. Mẹ nó, thật sự bị vây chết ở chỗ này rồi. Một tráng hán mặc áo ba lỗ, vẻ mặt khó chịu, vừa nhìn tang thi ồn ào dưới hành lang. Vẻ mặt ba người kia cũng không kém hắn nhiều lắm. Bất quá một nam nhân tóc chải bóng sạch sẽ, còn mặc một thân âu phục dày da, ngược lại vẻ mặt trấn định, nói ra. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được tang thi cổ quái kia, hắn thường xuyên hô hai tiếng, hấp dẫn những tang thi này. Một người gầy một chút lập tức nói đúng vậy, đúng vậy, tổng giám đốc nói đúng, tang thi cổ quái không tiêu diệt, chúng ta ngủ cũng không dám ngủ. Người thứ tư cũng gật đầu. Bốn người này đều là nam, ngoại trừ người đàn ông to lớn và tổng giám đốc mặc âu phục này, hai người còn lại đều gầy gò, dáng dấp cũng không có độ nhận biết gì. Tráng hán cầm gậy sắt trong tay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tang thi đông nghịch dưới lầu, lại nhìn về phía tổng giám đốc, hỏi. Quản lý, làm sao bây giờ? đám tang thi này sẽ không xông lên chứ. Tang thi cổ quái kia chúng ta cũng không bắt được. Kỳ thật cũng không phải không có cơ hội. Ánh mắt tổng giám đốc giật giật, sau đó sờ sờ khẩu súng đeo trong thắt lưng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy động tác sờ súng của vị tổng giám đốc này, tráng hán cùng hai người gầy đều nhìn không được sợ hãi nhìn chầm chầm qua. Sở dĩ ba người bọn họ nghe vị tổng giám đốc này cũng là bởi vì trong tay hắn có súng về phần súng này từ đâu tới bọn họ làm sao có thể biết a à, chính là rất dọa người tổng giám đốc nhìn một hồi ánh mắt ra hiệu cho tráng hán và một người gầy khác sau đó nói với người gầy bên cạnh tôi nghĩ ra một biện pháp có thể làm một cái bẫy tiểu vương cậu ở đây trông coi tôi và anh ta đi bố trí một chút người gầy được gọi là tiểu vương sửng sốt một chút cũng không có suy nghĩ nhiều gật gật đầu đáp một tiếng tổng giám đốc mang theo người gầy cùng tráng hán rất nhanh trở về một gian phòng, trong phòng này tối như mực, ba người đóng cửa, người gầy cùng tráng hán liền nhìn về phía tổng giám đốc, kỳ thật trong lòng hắn cũng đều có chút đoán được cạm bẫy theo như lời tổng giám đốc nói. Tổng giám đốc nghiêm mặt nói. Quái vật kia tiếp tục hấp dẫn tang thi như vậy, chúng ta cũng không có đường sống, chỉ có giết chết quái vật kia, tang thi mới có thể tự mình tản ra. Tráng hán do dự một chút, vỗ ngực nói tổng giám đốc anh nói đi hai chúng tôi đều nghe lời anh đúng đều nghe lời anh tổng giám đốc nhìn về phía cửa chỉ chỉ thiết côn của tráng hán nói quái vật kia đơn giản chính là muốn ăn thịt đem tiểu vương đánh hôn mê lấy máu làm mồi nhữ quái vật kia tuyệt đối đến tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tổng giám đốc nói như vậy tráng hán vẫn cắn răng tốt cứ làm như vậy hết chương này Chương 10 Thói đời ngày sau đạo đức không có Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Thế phong nhật hạ đạo đức tiêu vong tráng hán kia nói xong xoay người rời đi, không bao lâu liền nghe thấy bên ngoài một tiếng côn truyền đến. Tiếp theo là tiếng động thứ hai. Tổng giám đốc Âu Phục dày da cúi đầu không nói một lời, trong phòng tối tăm vuốt ve súng lục của mình. Người gầy kia sợ tới mức không dám nhúc nhích, hắn biết vừa rồi là tổng giám đốc hai chọn một, vừa vặn tiểu vương xui xẻo bằng không xui xẻo chính là hắn tổng cộng liền bốn người hai người bọn họ nhỏ gầy nhất cũng không phải là may mắn hai chọn một sao không bao lâu tráng hán kia liền mang theo gậy sắt trở lại nhỏ giọng nói quản lý chuẩn bị xong rồi để ở đâu cho tiểu vương phòng này sao tổng giám đốc nhìn xung quanh lắc đầu nói không được cửa sổ ở đây nhiều lắm đi để phòng quản lý cho anh ấy được. Ba người rất nhanh liền đi ra ngoài, kéo tiểu vương triều đã bị đánh ngã đến văn phòng quản lý viên đi qua. Cũng ngay khi ba người vừa đi ra ngoài không bao lâu, Lục Thành liền từ vị trí tủ quần áo mò ra. Đồng thời trốn ở trong tủ quần áo, đương nhiên còn có Trương Hiểu Vân cùng Trầm Tuyết. Cũng may ba người đều không béo, nếu không tủ quần áo này còn giấu không nổi. Ba người trước đó đã lén lút bò lên từ cuối hành lang. Cũng may Trương Hiểu Vân bây giờ là tan thi, hơn nữa bị Lục Thành trực tiếp thăng cấp thành LV5. Bằng không Trương Hiểu Vân tự mình mang theo dụng cụ leo núi leo lên không thành vấn đề, nhưng muốn kéo Lục Thành và Thẩm Tuyết lên, vấn đề kia có thể rất lớn. Vừa lên đường cũng vô kinh vô hiểm, dù sao Tang Thi đều ở trong hành lang, Trương Hiểu Vân cũng lặng lẽ hành động. May mắn nhất là bọn họ không gặp phải Tang Thi cấp tinh anh kia. Rất hiển nhiên zombie cấp tinh anh kia còn không có phát hiện bọn họ còn đang chuyên chú đối phó đám người sống sót này đương nhiên lục thành hiện tại cũng không biết vị trí cụ thể của tang thi cấp tinh anh kia bất quá không sao vốn chính là dự định để những người sống sót này làm mồi nhữ hôm nay chính bọn họ ngược lại là tìm tốt mồi nhữ đỡ lục thành ra tay cái này gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau a lục thành đang định dẫn trương hiểu vân và thẩm tuyết đi theo thật cẩn thận tìm một chỗ ẩn nấp giấu kỹ đợi đến khi bọn họ đánh nhau xong mới ra tay. Đột nhiên liền nghe thấy trong phòng ngủ có chút động tĩnh kỳ quái. Có người trong đó. Tiếng động rất nhỏ, Lục Thành nghĩ tới một khả năng. Hắn cau mày trước ý bảo Trầm Tuyết cùng Trương Hiểu Vân không nên phát ra âm thanh, sau đó mang theo cung nỏ trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa dựa vào. Đợi đến khi mở ra một khe hở nhìn vào, cho dù Lục Thành đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng nhìn không được biểu tình cổ quái hắn nguyên bản liền suy đoán trong phòng ngủ có phải hay không bị nhốt một nữ nhân dù sao trong tòa nhà này nếu có nữ người sống sót lấy vừa rồi mấy người kia tàn bạo trình độ đến xem nữ người sống sót này hơn phân nửa rơi không đến kết cục tốt kết quả trong phòng ngủ thật đúng là có cái nữ không phải nữ nhân là nữ tang thi nhưng nữ tang thi này cũng không phải là loại thi thể biến dị tang mà là nhìn qua vừa trở thành tang thi không lâu nhưng đã rất rõ ràng có thể nhìn ra thân thể sẽ cùng tang thi bình thường giống nhau thối rửa trạng thái nó bị trói ở trên giường cũng không có quần áo làn da toàn thân hiện ra một loại màu xám chết chóc miệng bị từng vòng băng dính buộc chặt khuôn mặt chỉ có thể dùng dữ tợn khủng bố để hình dung vừa nhìn dấu vết trên người nó còn có bộ dáng hỗn độn trên giường liền biết nữ tang thi này là đồ chơi của mấy người kia cũng không biết năng lực chịu đựng tâm lý của mấy người kia vì sao cường đại như thế điều này có thể có phản ứng tận thế tại thời khắc này có nguy hiểm đến tính mạng đạo đức tiêu vong là tất nhiên nhưng không nghĩ tới tiêu vong triệt để như vậy trương hiểu vân cũng tò mò thò đầu nhìn thoáng qua bất quá rất nhanh liền che kín hai mắt nhìn không được nói bọn họ cũng quá phát rồ ngay cả nữ tang thi cũng không thả lục thành sửng sốt tốt nhất bạn nên nói về họ nhưng nếu trong phòng chỉ là một nữ tang thi bình thường lục thành cũng không để ý nhiều chỉ là đối với việc lấy những người sống sót kia làm mồi nhữ cũng không có một tia băn khoăn cuối cùng cũng không phải lục thành có tâm thánh mẫu chỉ là người a à, một khi tự nhận là đứng trên cao điểm đạo đức làm chuyện gì cũng đều đương nhiên huống chi là cường giả như lục thành cấu tạo của tòa nhà chung cư số 3 và tòa nhà chung cư của lục thành không kém nhiều lắm hắn rất nhanh liền thừa dịp mấy người kia còn đang xử lý tiểu vương bị cho là mồi nhữ tìm một gian phòng trốn vào vừa vặn có thể giám thị đến cửa phòng làm việc của nhân viên quản lý lại không đến mức bị phát hiện về phần ba người kia đương nhiên là trực tiếp mai phục trong văn phòng nhân viên quản lý mà toàn bộ hành lang đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi nồng đậm không cần hỏi cũng biết ba người bọn họ bắt đầu lấy máu cho tiểu vương đừng nói tang thi cấp tinh anh kia ngay cả lục thành ngửi thấy mùi máu tươi này cũng có loại xúc động không thể chờ đợi được muốn đi ăn cơm cái loại khát vọng đến từ sâu trong linh hồn đối với máu thịt thật là đạt tới trình độ không thể ức chế cũng may hắn còn có lý trí nhân loại mà lý trí thứ này chính là dùng để áp chế dục vọng bất quá thẩm tuyết sẽ không có loại lý trí này nếu như không phải lục thành mạnh mẽ khống chế nàng đã lao ra muốn há to miệng ăn cơm nói thông tục một chút nhân loại huyết nhục đối với bọn họ mà nói liền giống như một bữa phong phú sắc hương vị đều đủ bữa tiệc lớn. Dị hóa tinh hạch tuy rằng cũng rất mỹ vị cũng có thể lấp đầy bụng, nhưng so với máu thịt nhân loại, loại hấp dẫn này trình độ sẽ không cùng một cấp bậc a. Lục Thành rất khẳng định, zombie cấp tinh anh kia tuyệt đối không chịu nổi hấp dẫn này. Quả nhiên, Lục Thành ngồi xổm ở chỗ này thậm chí còn chưa tới nửa giờ, chợt nghe được động tĩnh truyền đến từ lối đi nhỏ. Đó là tiếng bước chân rất nhỏ còn có tiếng gào thét bất giác của tang thi. Thanh âm càng ngày càng gần, đi thẳng đến văn phòng quản lý. Không bao lâu, Lục Thành tự thấy được lối đi nhỏ trung ương dưới ánh trăng, xuất hiện một cái mặt cỡ lớn tay trang rách nát, toàn thân làn da đều có loại quỷ dị màu xám tro, tuy rằng không có hư thối, nhưng tóc cũng đã rớt bảy tám quỷ dị zombie. Tang thi kia cũng mang theo bản điều khiển, rõ ràng viết. Chính là hắn. Tang thi cấp tinh anh kia xem ra chỉ số thông minh và lý trí của tang thi cấp tinh anh có chút nhưng cũng không cao như mình nghĩ nếu như là mình mà nói ngửi được nồng đậm như vậy mùi máu tươi lại nhìn đến yên lặng hành lang phản ứng đầu tiên chính là có cạm bẫy chắc chắn sẽ không theo mùi lại đây không nghĩ tới tang thi cấp tinh anh này lại mắc mưu trong lòng lục thành an tâm không ít hắn không sợ đối phương thuộc tính cao sợ là sợ đối phương có chỉ số thông minh vạn nhất còn có đồng bọn mai phục gì đó có thể có chút khó giải quyết tang thi cấp tinh anh kia tuy rằng không nhận ra là cạm bẫy nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí sờ ngưỡng cửa tiến vào trong phòng tối đen lục thành cũng không có gấp gáp theo vào bởi vì hắn nhìn thấy người mặc âu phục được xưng hô là tổng giám đốc trên người có súng tuy rằng hắn không sợ nổ súng nhưng hắn sợ bị nổ đầu a quả nhiên không bao lâu sau một tiếng súng thật lớn từ trong phòng quản lý truyền ra hết chương này